chương 1900, luyện chế khôi lỗi một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thu, tâm thần khẽ động, điện mang quanh thân lưu chuyển, quang mang lóe lên, thân thể hình hổ khổng lồ của lục thiếu du trong nháy mắt có rút lại, lập tức hóa thành hình người, thân thể khẽ khom lại, lập tức xuất hiện hoàn hảo trong không gian. Chúc mừng chủ nhân lấy được thêm một bản lĩnh, huyết mị, hắc hùng mang theo sự chấn động đi tới bên người lục thiếu du, hình hổ vừa rồi của chủ nhân khiến cho trong lòng bọn họ bị áp chế, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, thanh linh khải giáp tấn trước hình thái yêu thú, tuy rằng hắn ăn không ít vị đắng, thế nhưng tuyệt đối là đáng giá. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du ngẫm lại cũng có chút khiếp sợ, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, có bất diệt huyền thể, người bình thường nếu như muốn tấn trước hình thái yêu thú này, quả thực chính là muốn chết, thân thể tuyệt đối sẽ phân thành mấy mảnh. Hình thái thứ hai sau này gọi là hổ biến đi, Lục Thiếu Du mở miệng cười, thanh linh khải giáp sau này có thể thôi động ra hình thái thứ hai. Tuy rằng còn chưa thử nghiệm qua, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, lực phòng ngự tuyệt đối đã tới tình trạng kinh khủng. Hắc hùng, huyết mị, các ngươi ăn vào thứ này, tranh thủ đột phá bát. Sai đi, Lục Thiếu Du nhìn huyết mị và hắc hùng, lúc này khí thức của hai người đều đã đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong, trong tay hắn lập tức xuất hiện hai vật màu đỏ đưa cho hai người. Vật màu đỏ này lớn bằng bàn tay, cả vật thể màu đỏ, trên mặt lan tràn huyết sắc quang mang, năng lượng mạnh mẽ tức thì lan tràn ra. Chủ nhân đây chính là huyết linh chi vạn năm. Huyết mị tiếp nhận vật màu đỏ trong tay lục thiếu du, nhìn vật giống như linh chi này nàng lập tức kinh ngạc hỏi, dường như nàng cũng nhận ra được vật này. Lục thiếu du khẽ gật đầu, huyết linh chi vạn năm tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Đây chính là một trong những linh dược mà hắn thu được trong động phủ bàn hủy khi trước. Là linh dược chân quý nhất trong mấy thứ, đại bộ phận linh dược yêu thú, linh thú sau khi dùng cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì không thể hấp thu được hết. Chỉ có một số ít linh dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi, và huyết linh chi này chính là một trong số đó. Mà huyết linh chi này lại là vạn năm, là tồn tại chân quý nhất trong huyết linh chi. Bên ngoài căn bản khó có thể tìm được, năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ khổng lồ, yêu thú, linh thú có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong. Vốn dự định ban đầu của lục thiếu du chính là để tới khi đột phá tôn cấp sẽ dùng huyết linh chi này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy huyết mị và hắc hùng đột phá thất giai hậu kỳ, nếu như có thể đột phá tới bát giai mà nói, thực lực không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn nhiều. Hiện tại hắn muốn đột phá tôn cấp hẳn là cũng không cần tới huyết linh chi vạn năm này nữa. Hắc hùng, huyết mị, các ngươi ăn vào huyết linh chi đi, tiếp tục bế quan, những chuyện khác hiện tại không cần các ngươi, chỉ cần chuyên tâm đột phá là được rồi. Lục thiếu du nói với hai người, vâng, hai người kích động đáp xong lập tức lui về phía sau khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị dùng huyết linh chi vạn năm để đột phá. Đột phá bát dai, đây chính là mộng tưởng mà bất kỳ yêu thú, linh thú nào đều có. khắc hùng huyết mị lui ra. lục thiếu dù tính toán thời gian bên ngoài sợ rằng mới qua một ngày đêm trong thiên trụ giới cũng còn nhiều thời gian. luyện chế khôi lỗi vậy. lục thiếu dù thầm nói lần trước ở dưới thiên đảo hắn đã thu được không ít thi thể đều là vũ vương. tuy rằng khôi lỗi được luyện chế bằng thi thể không bằng hoạt nhân khôi lỗi thế nhưng khôi lỗi cấp bậc vũ vương tuyệt đối kinh khủng. lại nói tới ba sơn môn hóa vô tông. Lục thiếu du xác định không cần bao lâu nữa hắn và ba sơn môn này sẽ xảy ra đại chiến kinh thiên. Trong đại chiến, uy lực mà khôi lỗi phát huy ra tuyệt đối là kinh khủng nhất. Siêu siêu, tâm thần thả ra, lưu quang trên nhẫn chữ vật chợt lóe trước người lục thiếu du lập tức xuất hiện một cỗ thi thể. Luyện chế khôi lỗi, lục thiếu du nhìn vào cỗ thi thể này, hoạt nhân khôi lỗi tuy rằng so với khôi lỗi do tử thi luyện chế ra tốt hơn không ít. Thế nhưng khôi lỗi do thi thể luyện chế ra cũng cực kỳ kinh khủng đồng thời luyện chế cũng dễ, thủ đoạn luyện chế cũng đơn giản hơn. Siêu siêu, thủ ấn biến hóa, lưu quang trên nhẫn chữ vật lóe lên, Lục Thiếu Du lập tức móc ra một đống tài liệu, những tài liệu này đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần tới, đương nhiên Lục Thiếu Du không thể thiếu. Lúc này không còn giống khi trước, luyện chế đan dược, khôi lỗi cái gì cũng thiếu. Thời điểm ở Trấn Thanh Vân hắn luyện chế đan dược còn phải nợ tiền. Khôi lỗi, điều kinh khủng nhất của nó chính là lực phòng ngự của thân thể mà luyện chế cần không ít tài liệu phụ trợ, mặc dù thân thể cường giả vũ vương cũng đã rất mạnh, chỉ là nếu như muốn luyện chế thành mạnh mẽ hơn thì còn chưa đủ. Còn cần không ít tài liệu phụ trợ, sau khi luyện chế mới có được thân thể cường hãn tới mức tận cùng. Luyện chế thi thể vũ vương, nếu như vũ vương này lúc sinh tiền chính là vũ vương lục trọng mà nói, khôi lỗi luyện chế ra được tốt nhất cũng chỉ là khôi lỗi cấp 7 tới sát biên giới trung kỳ mà thôi. Không giống như hoạt nhân khôi lỗi, sau khi luyện chế thực lực tăng lên rất nhiều. Siêu siêu, khoanh chân mà ngồi, lục thiếu du không dừng lại, hỏa long đỉnh còn chưa thu hồi, lúc này hắn rót linh lực vào trong hỏa long đỉnh, một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gào. Dưới sự bao vây của hỏa diễm nóng bỏng, Lục Thiếu Du trực tiếp đem một đống lớn tài liệu ném vào trong hỏa long đỉnh cùng nhau luyện hóa. Luyện hóa những tài liệu này hoàn toàn nằm trong khống chế của Lục Thiếu Du. Tài liệu luyện chế khôi lỗi cấp 7 đối với Lục Thiếu Du mà nói, đương nhiên không thành vấn đề. Có linh hồn lực mạnh mẽ khống chế tinh diệu, Lúc này hắn mới dám làm như vậy. Nếu như chậm rãi luyện chế thì không được, hiện tại Lục Thiếu Du không dám làm lỡ thời gian, cho nên mới đẩy nhanh tốc độ. Luyện hóa tài liệu, loại luyện hóa này cũng không cần có quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần tiêu hao không ít mà thôi, mà tiêu hao khi luyện hóa tài liệu khôi lỗi cấp 7 cần, đối với tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cũng không có bao lâu, thời gian cũng không ngắn, dù sao đây cũng là tài liệu luyện chế khôi lỗi cấp 7, không phải thứ đơn giản có thể luyện hóa được. Huống chi Lục Thiếu Du lại đem một đống lớn tài liệu cùng nhau luyện hóa, cho nên phải mất gần 4 canh giờ mới xong xuôi. Gần 4 canh giờ trôi qua, Lục Thiếu Du lúc này mới đem tài liệu phụ trợ hoàn toàn luyện hóa. Trong Hỏa Long đỉnh có một đoàn dung dịch tinh thuần giống như nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn, tỏa ra khí tức mạnh. Mẽ, những dung dịch này một khi động lại tuyệt đối còn cứng hơn so với tinh cương. Bước thứ hai, thủ ấn Lục Thiếu Du biến đổi, một đạo quang mang bao vây một cỗ thi thể trên mặt đất, trực tiếp quăng vào trong Hỏa Long đỉnh chương 1901, luyện chế khôi lỗi 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu sư, thi thể này bị quăng vào trong hỏa long đỉnh, dưới sự bao vây của linh hỏa, y phục trên người nhất thời hóa thành cho tàn, lộ ra thân thể xích lõa. Làn da trên người dưới hỏa diễm nóng bỏng lập tức phát ra tiếng xèo xèo, từng tia huyết tương không ngừng chảy ra, cuối cùng bị nhiệt độ cao hóa thành xương trắng tiêu tán trên hỏa long đỉnh. Lục thiếu du vô cùng chăm chú khống chế linh hỏa, lúc này hắn không dám có chút sơ ý nào. linh hỏa quá lớn đủ để đốt cháy thi thể thành cho tàn, linh hỏa quá yếu thì không thể luyện chế ra tạp chất bên trong thân thể, không đạt được điều kiện mà khôi lỗi cần. tất cả chuyện này cần một kinh nghiệm luyện chế phong phú, còn sự khống chế đối với linh hồn lực phải tinh diệu. lúc này linh hồn lực của lục thiếu du bao phủ toàn bộ bên trong hỏa long đỉnh, bất luận một biến hóa nhỏ nào đều nằm trong giò xét của lục thiếu du. trên linh thiên môn, núi non trùng trùng điệp điệp mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc bên trên. Sắc trời vừa sáng, cơn gió thổi qua, trong không khí mang theo sự mát mẻ, khoan khoái. Lữ chính cường chắp tay mà đứng trong tiểu viện, đã tròn một đêm, đặc, biệt từ tin tức mới nhận được tối hôm qua khiến hắn càng không thể yên tâm. Tối hôm qua hắn mới biết được phân đà lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo đều bị phi linh phá hủy, tử thương thảm trọng. Phi linh môn lớn mật như vậy khiến cho lữ chính cường không thể giải thích được. Ba sơn môn này hiện tại đang nổi giận, linh thiên môn cũng đã nhận được tin tức, ba sơn môn này dường như đang thương nghị việc liên thủ tiêu diệt phi linh môn. Lần này ba sơn môn kia tuyệt đối sẽ động thủ thật, nếu như không có kỳ thích mà nói, phi linh môn sẽ trở thành huyền thiên môn thứ hai khi trước. Mà thực lực của huyền thiên môn khi trước, hiện tại phi linh môn còn khó bằng được bóng lưng của nó, thực lực của phi linh môn, coi như có băng mộc tôn giả sát phá quân, tuyệt đối không thể chống đỡ được lan lang sơn trang, hóa vô tông còn có hắc sát giáo công kích. Động tính của ba sơn môn lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo này gần đây khiến cho Lữ Chính Cường không thể yên tâm. Mục tiêu chân chính của ba sơn môn này sợ rằng chính là linh thiên môn. Hắn muốn đồng thời chống lại ba sơn môn này tuyệt đối là điều không thể. Ai, tiểu tử con rốt cuộc có trở về hay không? Nếu như đã trở về cũng nên tới chỗ ta chứ. Tiểu tử hỗn đản này, rốt cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì? Lữ Chính Cường thì thào thở dài, lúc này hắn đã bó tay, chỉ có thể trông chờ vào tiểu tử kia. Phi linh môn chuyển mình thì linh thiên môn của hắn mới có cơ hội. Trưởng môn, tin tức mới nhất, lưu trưởng lão lưu dịch hoành vội vã đi tới bên người Lữ Chính Cường, một khối ngọc giản tin tức nhanh chóng xuất hiện trong tay Lữ Chính Cường. Tâm thần được rót vào, quang mang trên ngọc giản chợt lóe rồi dần mờ nhạt. Lúc này Lữ Chính Cường không ngờ lại mỉm cười nói, tiểu tử này quả thực đã trở về, trưởng môn, thám tử báo lại, một tháng trước Lục Thiếu Du đã về tới Phi Linh Môn. Mấy cường giả kia chính là tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn. Sau khi trở về Lục Thiếu Du chưa từng rời khỏi Phi Linh Môn. Nhưng đã có hơn 10 vạn nhân mã của Phi Linh Môn hiện tại đang ở trên đường. Mục tiêu theo như suy đoán của ta chính là Thiên Môn Cốc, căn cứ vào thám tử linh Thiên Môn gần đó của chúng ta báo lại. Tất cả yêu thú và đệ tử của Phi Linh Môn đang công kích mấy tòa đại thành gần đó đều đang rút lui. Mục tiêu dường như cũng là Thiên Môn Cốc, Lưu Dịch Hoành nói tiểu tử này đồng thời chọc dẫn lan lang sơn trang hóa vô tông hắc sát giáo dường như còn cố ý dùng thiên môn cốc ngăn cản lan lang sơn trang hóa vô tông hắc sát giáo nó muốn tìm chết sao lữ chính cường nhíu mày hắn không thể hiểu được chuyện này chỉ bằng một chút thực lực này của phi linh môn làm sao có thể chống lại ba quái vật lớn kia trưởng môn chúng ta nên làm như thế nào cho phải lưu dịch hoành trầm tư một lát rồi nói các đệ tử chuẩn bị cho tốt tùy thời xuất phát Lữ chính thường do dự một lát rồi lập tức nói. Ánh mắt nhìn vào dạng mây đỏ ở phía đông, mặt trời lúc này đang chậm rãi mọc lên, quang mang vạn trượng chiếu xuống mặt đất. Tiểu tử, lẽ nào con đã có sắp xếp rồi sao? Hay là cường giả thần bí trong phi linh môn rốt cuộc cũng hiện thân? Lữ chính thường nhìn mặt trời rồi lẩm bẩm nói, đôi mắt như bị nhuộm thành màu đỏ, giống như là máu tươi, không ngờ lại có một cỗ khí tức máu tanh lan tràn ra. Vào ban đêm, trên vòng trời, vầng trăng sáng treo lơ lửng, trên đông hải vô biên yên tĩnh không gì sánh được chỉ có sóng biển đi tới đi lui trong đông hải trên một quân sơn khổng lồ trùng điệp từng tảng đá kỳ dị xuất hiện dưới bóng đêm này cả quần sơn bị sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ sương trắng liên miên bao phủ quần đảo vô biên rộng lớn giống như một giải phân cách giữa trời và đất khiến cho người ta nhìn vào cực kỳ chấn động quần đảo lớn xuất hiện trong hải vực khổng lồ này sợ rằng người đông hải không ai không biết tới nó đây chính là chỗ của tinh ngục các một trong tứ các tứ đảo, mức độ khổng lồ không cần nói cũng biết. Lúc này lục thiếu du xuất hiện trên hải vực, ánh trăng chiếu dọi xuống, xuyên qua xương trắng, giống như là vô số lợi trảo của quỷ xé rách trời cao trong đêm đen vắng vẻ. Lục thiếu du ngẩng đầu nhìn lại, trên hải vực này những ngôi sao trên bầu trời dường như gần hơn lại, như rắt ở trên đỉnh những ngọn núi cao vút trong mây kia. Lục thiếu du phi linh môn tới đây bái phỏng, nhìn phía trước, thanh âm nhàn nhạt của lục thiếu du truyền ra, thanh âm không lớn thế nhưng lại vang vọng truyền tới phía xa. Trên đại lục linh vũ, dưới một quần sơn hùng vĩ có một mảnh nún non nguy nga, vách đá rực rỡ, thấp thoáng không ít kiến trúc. Từng ngọn núi trùng điệp, xanh ngắt, cao và dốc, từ trên nhìn xuống dưới toàn bộ tầm nhìn đều bị mây mù che khuất. Trong một đình viện tinh xảo, một đạo thân ảnh đang đứng đó, đôi mắt sáng sủa, ngũ quan góc cạnh phân minh mà anh tuấn, trên người mặc một trường bào màu xanh, mái tóc dài trên áo choàng, trên người tỏa ra khí phách uy trấn thiên hạ, đây chính là tông chủ Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên. Lúc này vẻ mặt Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng, khi quang mang trên một khối ngọc giản tin tức yếu đi, vẻ mặt hắn lúc này mới giãn ra được một chút, thế nhưng lại có chút nghi hoặc. Cùng lúc phá hủy phân đà của Hóa Vô Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, tiểu tử này không ngờ lại có nhiều cường giả xa lạ như vậy. Thiên, thủ quỷ Tôn hẳn chính là Thiên thủ quỷ Vương khi trước, là sư phụ Thanh Hỏa lão quỷ, không ngờ người này đã đột phá tôn cấp lại còn gia nhập Phi Linh môn mấy người còn lại đều là yêu thú hoặc linh thú, hộ môn tôn sứ, lẽ nào đều tới bát giai rồi sao? Vân Khiếu Thiên thì thào nói, chương 1902, là Long hay là Trùng? Chuyện được thực hiện bởi audio com Tông chủ, lục thiếu dù từ Đông Hải trở về vô cùng nhanh chóng. Lần trước khi chúng ta thu được tin tức hắn còn đang ở trong Đông Hải, không ngờ nhanh như vậy đã trở về, còn tạo thành động tĩnh lớn như vậy nữa. Một lần phá hủy cả chục phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, hóa vô tông, hắc sát giáo, tiểu tử này giống như muốn làm ba sơn môn này tức giận dẫn tới tiêu diệt phi linh môn A. Sắc mặt đại hộ Pháp ngưng trọng, đám sơn môn như lan lăng sơn trang kia tuyệt đối không phải là thứ mà phi linh môn có thể trêu vào. Huống chi lúc này lục thiếu du lại một lần trêu vào cả ba. Tiểu tử này từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện gì mạo hiểm mà không nắm chắc, người của phi linh môn tập trung vào thiên môn cốc, ta thấy tiểu tử này đã có tính toán gì đó. Trường Bào Vân khiếu thiên run lên, chắp tay đứng đó, khóe miệng xuất hiện thiếu ý nhàn nhạt. Tông chủ, tiểu tử này lấy cái gì mà đối phó với đám Sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang, coi như là Linh Thiên môn cũng không được a?" À. Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi, tiểu tử kia che giấu vô cùng sâu, không có nắm chắc, bằng vào tính cách gian trá của nó tuyệt đối sẽ không nắm chắc mà đã dám trêu vào đám người Lan Lăng Sơn Trang. Vân Khiếu Thiên tràn ngập tự tin, ánh mắt nhìn người của hắn tuyệt đối không thể sai được. "Tông chủ, vì sao tiểu tử kia vừa về tới Phi Linh môn lập tức ở bên trong đó?" còn chưa tới tìm chúng ta nhờ vả lẽ nào hắn không cần vân dương tông chúng ta tương trợ đại hộ pháp có chút nghi hoặc còn không ít chuyện hắn còn chưa thể nghĩ ra nếu như tiểu tử này đến vân dương tông trước tiên vậy thì chứng minh nó đã không còn cách nào khác hiện tại nó còn chưa tới vân dương tông ta chứng minh nó đã sớm có chuẩn bị hoặc là đang chuẩn bị nếu như ta đoán không sai tiểu tử này nhất định đang bố trí cái gì đó khi đến vân dương tông chúng ta nhất định là thời gian thu lưới vân khiếu thiên mỉm cười nói tông chủ tiểu tử kia không có loại thế lực như thế a à? đại hộ pháp vẫn nghĩ không thông được mặc kệ làm sao lần này thực lực của phi linh môn có bao nhiêu sẽ phải xuất hiện vị cường giả thần bí ẩn giấu trong phi linh môn có lẽ cũng sẽ hiện thân vân khiếu thiên nheo mắt vị cường giả ẩn giấu trong phi linh môn chống đỡ sau lưng lục thiếu du rốt cuộc là ai nói không chừng lúc này sẽ lộ diện tông chủ hiện tại chúng ta phải làm cái gì bây giờ có cần chuẩn bị một chút hay không đại hộ pháp hỏi ta đoán có lẽ không cần bao lâu nữa thì tiểu tử kia sẽ tới đây trong cổ vực lần này không hề yên bình tốt hơn nên chuẩn bị cho tốt khi tiểu tử kia tới đây thì cũng chính là lúc vân dương tông ta bước vào cổ vực vân khiếu thiên nói trong mắt tràn ngập sự tự tin cùng với một cỗ khí bách vâng đại hộ pháp gật đầu đáp rồi lập tức lui xuống tiểu tử là long hay là hổ thì lần này sẽ hiện ra là long hay là trùng cũng phải nhìn vào lần này có lan lang sơn trang hóa vô tông Hắc sát giáo làm đá kê chân, cũng đủ để khiến cho đại lục khiếp sợ. Đại hộ pháp rời đi, Vân Khiếu Thiên chắp tay đứng đó, miệng thì thào nói nhỏ. Tinh ngục các, trong một đám kiến trúc nguy nga trên một ngọn núi, Hắc Linh Vương, Lục Thiếu Du cùng với mấy vị trưởng lão đều ở trên ngọn núi. Lục trưởng môn lần trước chiếu cố Tinh ngục các chúng ta, lúc này Phi Linh môn gặp nạn, Tinh ngục các chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hắc Linh Vương nói, "Đa tà ô các chủ." Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên rồi mỉm cười một lát sau lục thiếu du thả người rời đi, trên ngọn núi, ánh mắt mọi người lúc này vẫn dõi theo bóng lưng hắn. Không ngờ lục thiếu du này có thể kéo theo nhật sát các và kiền hiên đảo. Một trưởng lão vô tôn nhìn chăm chú vào bóng lưng lục thiếu du rồi nói. Nhật sát các, kiền hiên đảo, linh thiên môn, vân dương tông, thánh linh giáo, lại thêm tinh ngục các của chúng ta. Ta thấy thiên vân đảo nhất định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực này. Lan Lăng Sơn, Trang, Hóa Vô Tông, hắc sát giáo sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không ngờ lại có hậu quả như vậy. Một trưởng lão linh tôn nói, đại lục đã yên bình lâu lắm rồi, hắc linh vương nhìn phía trước, khóe miệng mỉm cười, trong thiên trụ giới, theo linh hỏa luyện chế, cô thi thể kia lúc này đã biến thành huyết nhục mơ hồ, không ngừng có xương mù màu trắng toát ra. Toàn bộ tạp chất trong cơ thể lúc này đang nhanh chóng bị luyện hóa, gân cốt trong cơ thể đang co rút, dường như có thêm lực lượng ngưng tụ, chờ đợi bạo phát. Cứ như vậy luyện chế, một lát sau cỗ thân thể này đã chuyển thành màu đen. Tất cả bên trong giường như đều thu lại, cường độ thi thể này so với trước mạnh hơn không chỉ mấy lần, gần cốt cơ thể đều trải qua luyện chế tuyệt đối. Nhìn cảnh này, lục thiếu du nhíu mày, thủ ấn biến đổi. Trong nghi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra rồi lập tức tiến vào trong nghi tâm của thi thể bên trong hỏa long đỉnh. Một đạo linh lực chui vào trong đầu thi thể này, dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký ở bên trong. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Đồng thời, tinh quang trong mắt lục thiếu du bắn ra thủ ấn biến hóa chỉ thấy dung dịch nóng bỏng trong hỏa long đỉnh bỗng dưng sôi trào lên lập tức tưới lên thi thể này ken két giờ phút này dung dịch nóng bỏng tưới trên thi thể phát ra tiếng ken két nhiệt độ nóng bỏng lần nữa kéo lên trên thi thể này từ đầu tới chân đều được dung dịch nóng bỏng bao phủ trong nháy mắt có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra siêu siêu từng đạo thủ ấn trong tay lục thiếu du hóa thành quang mang kỳ dị đánh vào trên thi thể dưới quang mang kỳ dị kia đôi mắt vốn trống rỗng của thi thể trong nháy mắt mở ra, một ánh mắt lạnh lẽo, tái nhợt, dung dịch rót vào, thân thể bắt đầu đen lại, trên bề mặt sáng bóng vô cùng. Tụ cho ta, lục thiếu du khẽ quát một tiếng, cuối cùng đánh ra một thủ ấn. Đồng thời khí tức quanh thân thi thể này trong nháy mắt run run, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ra rồi thu liếm lại. Thu, phát tay một cái, thi thể đã bị luyện chế thành khôi lỗi lập tức nhảy tới bên người lục thiếu du trong ánh mắt trống giống kia lúc này mang theo tinh mang nhẹ nhẹ, so với khôi lỗi bình thường rõ ràng có chút khác biệt. Đầu thứ 58, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn trước người, lúc này trước mặt hắn tổng cộng có 58 cỗ khôi lỗi. Thực lực mạnh nhất chính là khôi lỗi thất giai trung kỳ đỉnh phong, có thực lực chống lại vương cấp bát trọng. Thực lực thấp nhất cũng tới cấp 7 sơ giai, 58 cỗ khôi lỗi, không thể nghi ngờ tương đương với 58 vũ vương và linh vương. Luyện chế 58 khôi lỗi, Lục Thiếu Du chỉ có nghỉ ngơi một lần, luyện chế một đầu khôi lỗi, trên cơ bản lục thiếu du chỉ mất một ngày đêm mà thôi. Thời gian có lẽ cũng không còn bao nhiêu yêu, chương 1903, tổng giác 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu du thu hồi hỏa long đỉnh, tính toán thời gian, bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, có lẽ cũng đã sắp tới phi linh môn, thủ ấn được kết, 58 đầu khôi lỗi lập tức được hắn thu vào nhấn chữ vật. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong một không gian, nhìn hai người huyết mị và hắc hùng phía xa. Không biết từ khi nào khí tức trên người hai người đã bắt đầu kéo lên. Khí tức kéo lên này nếu như là ở bên ngoài Lục Thiếu Du còn khó có thể phát hiện ra, bởi vì kéo lên quá yếu. Thế nhưng trong thiên trụ giới này bất luận một khí tức ba động nào Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ rất nhanh sẽ đột phá a, à, cảm nhận khí tức trên người hai người lúc này, chắc sẽ đột phá như trong dự liệu của hắn. Hiện tại mới bắt đầu sợ rằng muốn đột phá tới bát giai không phải là chuyện một sớm một chiều còn cần một đoạn thời gian rất dài lúc này trong lòng lục thiếu du cực kỳ chờ mong hai người đột phá đặc biệt là huyết nghị huyết nghị đột phá bát giai tuyệt đối sẽ kinh khủng thị huyết linh phong mẫu hoàng phong bát giai có mấy người dám trêu chọc siêu thân ảnh lục thiếu du biến mất trong không gian tiếp đó thu thiên trụ giới vào trong tay lão đại tiểu long thu hồi bản thể nhìn phía trước nói chúng ta sắp tới linh thiên môn rồi đúng vậy lục thiếu du đưa mắt nhìn phía trước rốt cuộc hắn cũng tới linh thiên môn có lẽ vị nhạc phụ kia của hắn gần đây đã nhận được không ít tin tức trên chân trời yên tĩnh bầu trời xanh vạn dặm không có mây mù siêu một đạo thú ảnh màu trắng bay qua hai cánh chấn động trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời rốt cuộc cũng tới lục thiếu du hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về một sơn mạch phía trước từng dãy núi trùng điệp dường như liên miên kéo dài tới phía chân trời núi non trùng điệp liên tiếp với nhau Mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Đây chính là địa phương vô cùng quen thuộc với hắn. Lão bà của hắn còn đang ở trong Linh Thiên Môn A. Người tới là người phương nào? Lúc này hơn chục thân ảnh cưỡi yêu thú phi hành trong nháy mắt lao tới. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhìn tòa kỳ Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt mấy đệ tử biến đổi. Một người dường như là đầu lĩnh trong đám đệ tử tiến lên vội vã hành lễ nói. Ra mắt cô ra, Nguyễn lễ, lục thiếu du gật đầu. Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ xoay quanh không trung áp chế cho đầu yêu thú phi hành tam giai kia không thở nổi toàn thân run rẩy, mười mấy đệ tử kia vô hình chung cũng run lên không dám nhìn thẳng tiểu thư có ở trong môn không lục thiếu du nhìn đệ tử vũ phách dường như là đầu lĩnh hỏi khởi bẩm cô ra tiểu thư đang ở trong môn đệ tử này đáp được rồi nơi này có chút đan dược các ngươi tự mình phân phát đi ta đi trước lục thiếu du nói xong đôi cánh của thiên sĩ tuyết sư dựng lên mà lúc này trước người đệ tử kia có một đoàn chân khí bao phủ hơn 10 khỏa đan dược, một khỏa đan dược tứ phẩm và hơn 10 khỏa đan dược tam phẩm hậu kỳ. Đa tả cô ra, mười mấy đệ tử này lập tức vui vẻ, không ngờ lại có lễ gặp mặt. Hóa ra đây là cô ra sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy cô ra a, à. Không ngờ ngay cả cô ra cũng không nhận ra. Cô ra chính là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, một mình đấu chín đại cường giả, được người đời gọi là Linh Vũ Chiến Vương, các người phải nhớ cho kỹ đệ tử đầu lĩnh nói với mọi người phía sau, một ngọn núi khổng lồ, nguy nga xuất hiện trước mắt lục thiếu du. Ngọn núi cao vút trong mây, bốn phía có vô số ngọn núi giống như đột ngộ từ dưới mặt đất mọc lên, diện tích hơn 10 dặm. Tuyết sư, chúng ta trực tiếp đi tới. Lục thiếu du cũng không thông báo, có nhạc phụ ở trong, một chút lễ nghĩa cũng không cần phải để ý tới. Thiên sĩ tuyết sư lập tức bay lên cao. Thiên sĩ tuyết sư khổng lồ lập tức khiến cho không ít đệ tử linh thiên môn phía dưới chú ý, thiên sĩ tuyết sư, là cô ra tới. Tỏa kỵ thật mạnh mẽ, ta nghe nói phi linh môn của cô ra đã phá hủy không ít phân đà của. Hóa vô tông, lan lang sơn trang và hắc sát giáo. Trong lúc mọi người nghị luận, lục thiếu du đã đi tới trên sườn núi, thiên sĩ tuyết sư thu hồi bản thể, ba người đáp xuống một con đường đá. Ra mắt cô ra, chu vi có không ít đệ tử cũ của linh thiên môn hành lễ. Lục thiếu du khẽ gật đầu, để lại không ít đan dược rồi lập tức biến mất không thấy. Đi dọc theo con đường đá, con đường đá này rộng chừng hai trược giống như con đường đi lên trời giống như là đi xuyên qua những đám mây lục thiếu du đi trên đường ven đường có không ít đệ tử linh thiên môn vẻ mặt nghi hoặc thấy rõ người tới là lục thiếu du lập tức hành lễ trong một đình viện ưu nhã nơi này dường như là hậu sơn của linh thiên môn cảnh sắc vô cùng ưu nhã lúc này là đầu mùa đông thế nhưng bốn phía vẫn xanh ngắt một mảnh tiểu linh ta tới rồi thân ảnh lục thiếu du xuất hiện trong đình viện trong tâm thần dò xét của hắn lữ tiểu linh đang ở trong đình viện ồ người đâu rồi chạy vào trong đình viện rõ ràng hắn cảm giác được khí thức của lữ tiểu linh thế nhưng trong phòng cũng không nhìn thấy nàng ngay cả nha hoàn cũng không có mặt cho nên ngón tay không khỏi vuốt cái mũi của mình thiếu du có phải là chàng không tiếng kêu khẽ của lữ tiểu linh vang lên tiểu long tuyết sư hai người các ngươi chờ ta ở đây lục thiếu du nói xong thân ảnh lập tức biến mất trong phòng lục thiếu du đi thẳng tới phòng của lữ tiểu linh nơi này cũng không phải là lần đầu tiên lục thiếu du tới đi tới bên ngoài hắn lập tức nhìn thấy cửa phòng đóng chặt không phải nàng đang ở trong phòng tắm đó chứ lục thiếu du sừng sốt lập tức nở nụ cười tà dị đẩy của phòng ra rồi chạy ào vào trong phòng a à, cửa bị đẩy ra tiếng thét chói tai của lữ tiểu linh vang lên tiếng thét chói tai này thiếu chút nữa khiến cho lục thiếu du phải che lỗ tai lại đồng thời lục thiếu du cũng nhìn thấy cảnh tượng hương diễm lúc này trong phòng có một nữ tử tuyệt mỹ đang ở trong ở bồn tắm một mảnh da thịt trắng nõn như ngọc hiện ra, vẻ mặt nữ tử này đang kinh ngạc, hai tay ôm ngực, đôi chân trần hiện ra trước mặt lục thiếu du, nhìn qua vô cùng mê hoặc. người này không phải lữ tiểu linh thì còn có thể là ai? là cái gì? ta cũng không phải người ngoài a. À. nhìn cảnh này lục thiếu du cười hắc hắc, ra mắt cô ra, nhìn thấy lục thiếu du, hai nha hoàn bên cạnh lập tức hành lễ. lục thiếu du ý bảo hai nha hoàn đi ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người lữ tiểu linh, nha hoàn cười hiểu ý cũng không nói gì thêm lập tức đi ra khỏi phòng. Vì sao chàng vào đây, còn không mau ra ngoài đi, Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lục Thiếu Du, vừa e thẹn, vừa hờn dỗi quay về phía Lục Thiếu Du quát lớn. chương 1904, Tổng ra 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Được rồi, nàng bảo ta đi ra ngoài thì ta sẽ trở về phi linh môn vậy. Lục Thiếu Du giả vờ buồn bã, sau đó quay đầu đi. Chàng dám, nhanh trở về cho thiếp. Lữ tiểu linh hét lớn một tiếng, dường như lúc này đã quên bản thân mình trần chuồng, nhảy về phía lục thiếu du rồi đứng cản trước mặt hắn. Một thân thể linh lung trắng nõn như ngọc tức thì xuất hiện trước mặt lục thiếu du, trên thân thể mềm mại linh lung này hoàn toàn trơn bóng, lục thiếu du lập tức cảm thấy có chút khô nóng. Sự mê hoặc của thân thể linh lung, mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực sữa cao vút, đôi chân tinh thế, thon thả cùng với làn da trắng nõn, mỗi một tấc đều thả ra khí tức mê người, khí tức này mang theo mê hoặc vô tận bỗng nhiên nhìn thấy thân thể linh lung này hai mắt lục thiếu du lập tức nhìn chăm chú cỗ thân thể này dường như không giờ phút nào không dụ dỗ lục thiếu du tác động tới thần kinh của lục thiếu du chàng còn nhìn sao lữ tiểu linh yêu kiều quát lên một tiếng lập tức che lấy đôi ngọc thỏ kiêu ngạo thế nhưng che được mặt trên thì lại lộ bên dưới nhất thời khiến cho nàng luốn cuống tay chân lúc này lục thiếu du mặc kệ ánh mắt mê sai nhìn thân thể động lòng người này cái bụng trơn nhẵn khiến cho kẻ khác thèm nhỏ rãi, ở giữa đôi chân lông mọc rậm rạp thành bụi giống như một thảm cỏ mềm mại. Tiểu Linh, dưới tình huống này có lẽ nàng nên che mắt ta mới là tốt nhất. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với Lữ Tiểu Linh, sắc lang, Lữ Tiểu Linh lúc này mới nghĩ tới chuyện này lập tức đưa tay về phía Lục Thiếu Du. Để lão công ôm một cái, Lục Thiếu Du cười hắc hắc, tức thì đem thân thể động lòng người này ôm vào trong lòng. Bất ngờ bị Lục Thiếu Du ôm vào lòng, thân thể Lữ Tiểu Linh run lên, vẻ mặt ửng hồng e thẹn nói sắc lang giữa ban ngày ban mặt chàng đinh làm gì có một số việc ban ngày cũng có thể làm được nhìn bộ dáng của lữ tiểu linh lúc này quả thực chính là trực tiếp khiêu khích lục thiếu du hắn đâu có thể nhịn được nữa không được lữ tiểu linh đương nhiên biết lục thiếu du định làm gì lập tức dãy giụa cửu biệt thắng tân hôn nàng từ chối được sao lục thiếu du nở nụ cười tà nhìn thân thể động lòng người cảm giác đôi ngọc thỏ mềm mại dán vào ngực mình hô hấp của lục thiếu du tức thì dồn dập không chút do dự ôm lấy lữ tiểu linh không được sắc lang nhà chàng lữ tiểu linh còn đang dãy giụa thế nhưng không thể dãy khỏi tay lục thiếu du lục thiếu du trực tiếp đem thân thể mềm mại đặt lên trên giường cánh tay bố trí một đạo cấm chế bên ngoài căn phòng tránh khỏi người khác quấy dày lập tức thân thể hắn đè lên thân thể mềm mại này chàng lữ tiểu linh còn muốn nói gì đó thế nhưng đôi môi đã bị ngăn lại lập tức không nói nên lời thân thể mềm mại run lên Cánh tay vốn đang đập hắn tức thì bám lấy cổ lục thiếu du, dưới sự tiếp xúc thân mật như vậy, nàng bắt đầu đáp lại. Lữ tiểu linh đáp lại khiến cho lục thiếu du càng không thể nhịn được, hai tay không ngừng di động trên thân thể mềm mại kia. Một tay đặt lên trên ngọc thỏ cao ngất, tay kia thì ở bên dưới bờ mông ngạo nghế kia không ngừng di rộng. Bờ mông trò lẳn mang tới xúc cảm hưng phấn, truyền khắp người lục thiếu du. Lữ tiểu linh đâu chịu được khiêu khích như vậy, nàng lập tức giấy ruộng, tiếng hử ừ động lòng người vang lên, thân thể mềm mại run rẩy, vẻ mặt kia quả thực đủ để khiến cho người khác phát cuồng một lát sau lục thiếu du cởi bỏ y phục trên người cự long ngẩng đầu đi vào chỗ đào nguyên tiện đà thẳng lưng độc long trong nháy mắt thuận thế mà vào hai người dây dưa với nhau mây mưa thất thường liều chết triền miên sau nửa canh giờ tâm thần hai người rung động toàn thân có cảm giác sung sướng một cỗ nhiệt lưu bắn ra trong phòng cũng dần dần yên tĩnh lại tiểu thư vương trưởng lão tới tìm cô ra một lúc sau Thanh âm của nhà hoàn bên ngoài căn phòng vang lên. Sắc lang, còn không mau đứng dậy. Trên giường, Lữ Tiểu Linh tức giận hớn rỗn nhìn Lục Thiếu Du. Ai, Lục Thiếu Du thở dài một hơi, xem ra tin tức hắn tới nhạc phụ đã biết. Không ngờ lại nhanh chóng gọi hắn qua như vậy, có lẽ đoạn thời gian này nhạc phụ không tốt lắm. Hôn lão công một cái nữa. Chàng, cha thiếp đang gọi chàng đó. Không sao, một lát nữa ta đi cũng không muộn. A, à, không được, ra mắt Lục Trưởng Mon. Một lát sau. Lục thiếu du đi ra khỏi đình viện lập tức nhìn thấy vương trưởng lão, ngại quá để vương trưởng lão phải chờ lâu rồi. Lục thiếu du cười hắc hắc, không sao, trưởng môn đang chờ lục trưởng môn, lục trưởng môn mau tới đó đi. Vương trưởng lão nhìn lục thiếu du, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của lữ tiểu linh, vương trưởng lão cũng không khó đoán ra hai người này vừa làm cái gì. Dù sao đều là thanh niên, hắn cũng có thể hiểu được. Để tiểu long và thiên sĩ tuyết sư ở lại trong đình viện của lữ tiểu linh lục thiếu du lập tức theo vương trưởng lão đi tới chỗ của lữ chính cường ra mắt vương trưởng lão cô ra một lát sau hai người đi tới một đình viện tinh xảo mấy đệ tử linh thiên môn bên ngoài đình viện lập tức hành lễ trong đình viện vô cùng tao nhã lúc lục thiếu du trực tiếp đi vào trong đình viện từ trong lư hương tinh xảo tràn ra mùi hương nhàn nhạt khiến cho người khác vui vẻ thoải mái dường như còn có công hiệu ngưng thần tĩnh khí tiểu tế ra mắt nhạc phụ lục thiếu du hành lễ trong phòng có một đạo thân ảnh đang ngồi trước bàn hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ, sau lưng có một chiếc áo choàng màu đen, đây chính là Lữ Chính Cường. Tiểu tử vô liêm sỉ, trở về phi linh môn cũng không tới chỗ ta. Tới linh thiên môn cũng không tới chỗ ta ngay lại còn chạy tới chỗ tiểu linh. Hừ, Lữ Chính Cường chừng mắt nhìn lục thiếu du, trên người vô hình chung tràn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Trong lúc chừng mắt nhìn lục thiếu du, ánh mắt Lữ Chính Cường lặng lẽ biến đổi. Bởi vì lúc này khí tức trên người lục thiếu du không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhìn ra. Thế nhưng vô hình chung hắn có thể cảm giác được chỉ sợ thực lực của tiểu tử này đã tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Nhạc phụ, không phải con đã tới rồi sao? Lại còn cho người chỗ tốt, người không thấy vui sao? Lục thiếu du mỉm cười, móc ra năm hộp ngọc sao cho Lữ Chính Cường, dáng vẻ cung kính. Lữ Chính Cường đang chừng mắt nhìn Lục thiếu du, nhìn thấy Lục thiếu du móc ra năm hộp ngọc lúc này vẻ mặt mới giãn ra một chút. Sau đó nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng thầm nghĩ sợ rằng bên trong cũng không có thứ gì tốt tiểu tử này là thần giữ của, từ trước tới nay chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác, muốn nó móc ra thứ tốt, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tiếp nhận hộp ngọc, Lữ Chính Cường vốn đã kết luận sẽ không có thứ gì tốt, thế nhưng cũng hiếu kỳ mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc là một linh quả không màu không vị, thậm chí còn không có một chút khí tức ba động nào. chương 1905, khiếp sợ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Liếc mắt nhìn vào, ánh mắt vốn không quá để ý của Lữ Chính Cường tức thì đại biến, sau đó liên tiếp mở ra bốn hộp ngọc còn lại trợn mắt líu lưỡi diễn linh thánh quả tiểu tử con vì sao lại có nhiều diễn linh thiên quả như vậy lữ chính cường nhìn lục thiếu du tuyệt đối kinh hãi trong lúc vô ý thu được cố ý mang tới cho nhạc phụ đại nhân a lục thiếu du sờ sờ mũi mỉm cười nói coi như ta không nhìn lầm tiểu tử nhà ngươi lữ chính cường vội vã đem diễn linh thánh quả thu vào trong nhẫn chữ vật dường như sợ lục thiếu du hối hận vậy giá trị của diễn linh thánh quả ra sao đương nhiên hắn hiểu rõ. Có 5 quả diễn linh thánh quả, tương đương với việc giúp linh thiên môn bồi dưỡng ra 5 vị cường giả tôn cấp, mà quan trọng hơn chính là diễn linh thánh quả này cho dù là cường giả tôn cấp dùng cũng có không ít tác dụng. Ánh mắt nhìn lục thiếu du kinh ngạc một lát, Lữ Chính Cường đột nhiên nghĩ tới, năm khỏa diễn linh thánh quả giá trị như vậy, bằng vào tính cách của lục thiếu du làm sao có thể bỏ được mà đưa cho hắn. Chỉ có một giải thích duy nhất chính là tiểu tử này chiếm được rất nhiều, cho nên cũng không để ý tới năm quả diễn linh thánh quả này thiếu du diễn linh thánh quả này cho ta sao lữ chính cường nhìn lục thiếu du nói đương nhiên là cho nhạc phụ lục thiếu du gật đầu nói vậy nhạc mẫu và tiểu linh thì sao nhạc mẫu vô cùng thương yêu ngươi có lẽ con cũng nên chuẩn bị cho nàng thứ gì đó chứ còn có tiểu linh nữa con có thể đưa hết cho ta ánh mắt lữ chính cường khẽ đảo tức thì nói với lục thiếu du không còn nữa một quả cũng không lục thiếu du mở miệng nói hắn biết lữ chính cường suy nghĩ cái gì trong lòng hắn lúc này cũng thầm mắng người coi đây là của cải sao muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao không có khả năng a à. bằng vào tính cách của tiểu tử con sao lại không còn nhanh lấy ra mấy khoản nữa tiểu linh và nhạc mẫu con nên có một phần con không thể làm như vậy a à. lữ chính cường rõ ràng không tin lục thiếu du nghĩ tới lục thiếu du nhận được trọng bảo gì đó bằng không làm sao có thể bỏ được năm khỏa diễn linh thánh quả đưa cho hắn trong lòng hắn lúc này hận không thể đào ra thêm một ít bảo bối, dám dấp giống như sắp xuất thủ mạnh mẽ đoạt đồ. Nhạc phụ đại nhân, còn quả thực không còn nữa. Năm khỏa cuối cùng đã mang tới hiếu kính người, nếu sớm biết người còn nghi ngờ con như vậy, con sẽ không lấy ra nữa. Tiếp đó, lục thiếu dù còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã phất tay nói. Được rồi, vậy thì tiểu tử con nói xem, lần này rốt cuộc đã chiếm được trọng bảo gì, diễn linh thánh quả này sao lại thu được. Lữ chính cường rõ ràng không tin lời lục thiếu du nói, đồng thời, hắn biết rõ, điều kiện sinh trưởng của diễn linh thánh quả này cực kỳ, nơi có linh khí tràn đầy trong vòng 3 vạn năm thì mới có cơ hội xuất hiện diễn linh thánh quả, mà muốn diễn linh thánh quả thành thục thì cần chỉ ít 5.000 năm. Nhận được diễn linh thánh quả này chứng minh lục thiếu du nhất định đã đi vào một mật điện nào đó, sợ rằng thu được không ít cơ duyên. Chuyện này, lục thiếu du do dự một chút rồi nhún vai nói, trung quy mà nói, thu được một sư phụ đế giả, đánh chết thu thủy vương, thiên dương vương, thần hỏa vương, địa cương vương, mặt khác giết sáu tôn cấp của nguyệt long các, khôn dương đảo, địa viêm đảo, thần kim các, hơn 100 vương cấp cùng mấy vạn đệ tử mà thôi. Tổng cộng chỉ có như vậy, con nói con thu được một sư phụ đế giả, đánh chết thu thủy vương, thiên dương vương, thần hỏa vương, địa cương vương, mặt khác giết sáu tôn cấp của nguyệt long các, khôn dương đảo, địa viêm đảo, thần kim các, hơn 100 vương cấp cùng mấy vạn đệ tử sao? Sắc mặt Lữ Chính Cường vốn không có chút biến hóa nào nghe Lục Thiếu Du nói vậy lập tức biến đổi, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du rồi hỏi: "Không sai, chỉ có như vậy mà thôi." Lục Thiếu Du gật đầu khẳng định. Hít, Lữ Chính Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn Lục Thiếu Du, thân hình hơi run rẩy. Lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống cái ghế, cái miệng kinh ngạc tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lúc này Lữ Chính Cường khiếp sợ tới cực điểm, lần đầu tiên hắn khiếp sợ tới mức như vậy, hô hấp hầu như bị kiềm hãm ánh mắt kinh ngạc nhìn vào lục thiếu du mãi một lúc lâu còn chưa thể phục hồi tinh thần lại nhanh nói từ đầu tới đuôi cho ta khi lữ chính cường khôi phục tinh thần lại lập tức nhìn lục thiếu du gấp gáp nói tất cả chuyện này hắn muốn biết ngay lập tức lục thiếu du không ngờ người như nhạc phụ lữ chính cường lại trở thành như vậy trong ánh mắt gấp gáp của lữ chính cường lục thiếu du chậm rãi kể lại quá trình đi tới đông hải của mình lục thiếu du đem việc bị thiên vân đảo chặn lại cửu tử nhất sinh rơi vào trong tay linh vũ giới còn có đám người thần kim các bị thánh linh giáo đánh chết. Không gian dưới thiên đảo, thi triển thần khí đánh chết đám người thu thủy vương. Hắn lựa một ít chuyện có thể nói ra nói lại một lần. Còn lại những điều không thể nói thì hắn sẽ không nhiều lời. Giống như thánh linh giáo, cũng không nói tới thánh thủ linh tôn và hắc vũ, cũng không nhắc tới thiên trụ giới và việc chiếm được hơn 100 khỏa diễn linh thánh quả còn có một đống lớn vũ kỹ và linh kỹ, thần khí tử lôi huyền đỉnh lục thiếu du cũng nói dù sao đi nữa có lẽ cũng không mất bao lâu nữa tin tức sẽ truyền lại khi đó cũng không giấu được về phần đế giả tri nguyên lục thiếu du cũng không có nói cho lữ chính cường lúc này cũng không nên nhắc tới nói xong tất cả lữ chính cường vẫn đang chăm chú lắng nghe thất thần một lát sau hắn mới khôi phục tinh thần lại tất cả chuyện này đối với hắn mà nói quả thực quá chấn động nếu như không phải chính miệng lục thiếu du nói ra cho dù đánh chết hắn cũng không tin không ngờ tất cả chuyện này lại do một mình lục thiếu du gây nên nhìn Lục Thiếu Du, một lúc lâu sau Lữ Chính Cường mới nói. Tiểu tử, tuy rằng ngươi thu được truyền thừa của đế giả, tử lôi huyền đỉnh cũng rơi vào trong tay con. Phiền phức của con cũng quá lớn, thánh linh giáo này ta cũng biết một chút. Đồn rằng nó chính là một sơn môn cực kỳ bí ẩn, không ngờ con trong lúc vô ý lại trở thành giáo chủ của nó. Thế nhưng chỉ bằng vậy cũng không thể chống lại đám sơn môn như Nguyệt Long Các. Ta đoán không cần bao lâu nữa con sẽ vô cùng phiền phức. Lục Thiếu Du giết Thu Thủy Vương, Thiên Dương Vương, thần hỏa vương, địa cương vương, lại giết 16 tôn cấp trong Nguyệt Long Các, địa viêm đảo, khôn dương đảo, thần kim các, lại thêm hơn trăm vương cấp và mấy vạn đệ tử. Tuyệt đối đã làm cho nhị các nhị đảo kia bị thương nặng, cũng gây ra họa sát thân. Phần cửu án này tuyệt đối không chết không thôi. Không sao, binh đến tướng ngăn A. Lục Thiếu Du nói, dù sao đi nữa trốn cũng không xong. chương 1906, Thương Nghị, sắp xếp một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com lữ chính cường nhìn lục thiếu du cũng không biết nên nói gì cho phải phiền phức của lục thiếu du nếu như tính toán thì ngay cả hắn cũng không dám dây vào cho nên hắn còn có thể nói gì đây lữ chính cường nhìn lục thiếu du khẽ thở dài lập tức nói thiếu du trước tiên không nói tới việc này phiền toái trước mắt vô cùng lớn con động vào lan lăng sơn trang hóa vô tông hắt sát giáo phá hủy phân đà của đám người này rốt cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì lữ chính cường nói xong nghiêm túc nhìn về phía lục thiếu du Kỳ thực hắn biết Lục Thiếu Du không phải là người lỗ mang, cũng biết tính cách của Lục Thiếu Du, gian trá, giảo hoạt, tuyệt đối là người không ăn thiệt thòi. Dám trêu chọc lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo tức giận như vậy chỉ sợ đã sớm có an bài. Thế nhưng lúc này liên quan tới linh thiên môn hắn, cho nên hắn phải khẩn trương, cũng không thể không khẩn trương cho được. Lục Thiếu Du cũng biết Lữ Chính Cường khẩn trương ra sao, mục đích của Lan Lăng Sơn Trang, hóa vô tông, hắc sát giáo chính là phi linh môn, thế nhưng mục đích đối phó với phi linh môn chính là linh thiên môn, thử phi linh môn để dò xét linh thiên môn. Nhạc phục không cần khẩn trương, tiểu tử biết mình đang làm gì, tiểu tử dám diệt phân Đà Lan Lăng Sơn Trang, hóa vô tông, hắc sát giáo đương nhiên sẽ không sợ bọn họ trả thù. Lục Thiếu Du nói hết, lập tức nhìn Lữ Chính Cường nói. Có lẽ cường giả trong linh thiên môn hiện tại đã chuẩn bị xuất phát rồi đúng không? Lần này tới đây tiểu tử muốn mời nhạc phụ cùng cường giả linh thiên môn đi tới thiên môn cốc, sau đó tiểu tử tự có sắp xếp. Tiểu tử, người quá coi thường thực lực của Lan Lăng Sơn Trang, hóa vô tông, hắc sát giáo rồi. Lữ chính cường ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du nói, con chỉ diệt hơn 10 phân đà của bọn họ đã chứng minh không coi nhẹ bọn họ rồi. Lục Thiếu Du nói, con có thông báo cho Vân Dương Tông không? Sắc mặt Lữ chính cường không ngừng biến hóa, lập tức ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lắc đầu nói, con tới Linh Thiên Môn trước, định sau đó mới đi tới Vân Dương Tông ánh mắt Lữ Chính Cường hơi đổi nói, trong cổ vực luôn luôn hỗn loạn, ngoại trừ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang và những sơn môn phụ thuộc ra còn có không ít thế lực nhất lưu tồn tại. Vốn nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đều muốn nắm tất cả các địa bàn khác trong tay, thế nhưng không thể bứt ra được cho nên chỉ có thể đứng nhìn và không tỏ thái độ rõ ràng mà thôi. Chỉ cần trong đó không có môn phái nào uy hiếp vị trí của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang thì bọn họ sẽ không quản. Cũng sẽ không đơn giản mà quản, mà con dùng xu thế sấm xét diệt những sơn môn này, phi linh môn quật khởi, lại thêm quan hệ với linh thiên môn còn có vân dương tông trên đại lục linh vũ, cân đối bên trong cổ vực đã bị đánh vỡ. Lữ chính cường nói xong, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía lục thiếu du. Sự cân đối trong cổ vực con không muốn quản, chỉ là lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo dám động vào phi linh môn thì con tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho dù nó là quái vật lớn thì con cũng phải rút một cái răng trong miệng nó. Ánh mắt lục thiếu du trầm xuống, ân oán với ba sơn môn kia sớm muộn cũng phải giải quyết. Lúc này coi như tính cả vốn lẫn lãi, trước đây ta nhất định sẽ không cho con làm vậy, nhưng ta không ngờ lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo âm thầm đoàn kết lại. Loại tình huống này vốn ta chỉ tưởng rằng ít nhất là 10 năm, thậm chí là 20 năm mới gặp phải, thế nhưng hiện tại không ngờ lại sớm hơn, cho nên đã cắt đứt mọi sự sắp xếp của ta. Lữ chính cường thở dài nói, dựa theo lời con nói, Thánh Linh Giáo có không ít người có tu vi tôn cấp, thực lực rất mạnh. Linh Thiên Môn, Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn, lại thêm Vân Dương Tông gia nhập, cũng có thể chống lại với đám người lan lang sơn trang kia. Nhạc phụ, thời gian cấp bách, còn phải mau chóng rời đi. Cường giả Linh Thiên Môn cứ đi tới Thiên Môn Cốc là được. Đến lúc đó còn tự có sắp xếp, Lục Thiếu Du cũng không đem chuyện nhật sát các, tinh ngục các, kiền thiên đảo nói ra, sợ rằng sau khi nói ra cường giả Linh Thiên Môn phái ra sẽ không giống như lúc trước. Đến lúc đó sợ rằng kế hoạch của hắn sẽ chìm trong nước được rồi lữ chính cường gật đầu mục đích cuối cùng của lan lăng sơn trang hóa vô tông hắc sát giáo sợ rằng là linh thiên môn cho nên hắn không dám sợ ý ánh mắt lập tức nhìn lục thiếu du rồi nói hiện tại mới đi tới vân dương tông có phải đã chậm rồi không hẳn sẽ không muộn lục thiếu du nói bằng vào tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư đi qua sơn mạch vụ đô khi thiên sĩ tuyết sư còn là lục giai sơ kỳ thì mất nửa tháng hiện tại nó đã là thất giai hai ba chục ngày cũng đủ mà tới Vân Dương Tông cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi, từ Linh Thiên Môn đi qua. Cũng chỉ mất 10 ngày nữa, Lan Lang Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo, Ba Sơn Môn này đã sớm có động tác. Chỉ là lúc này Ba Sơn Môn này nhất định sẽ động thủ trên quy mô lớn, khi đó thời gian chuẩn bị sẽ càng dài, đoàn người đông đảo di chuyển sẽ không giống như cường giả một mình rời đi. Cho nên thời gian tuyệt đối sẽ kéo dài hơn không ít. Lục Thiếu Du phỏng đoán, Lần này Ba Sơn môn này nổi giận nhất định sẽ muốn diệt trừ tận gốc Phi Linh môn, đồng thời còn phải tạo ra thanh thế nhất định cho nên không chỉ phái ra mấy cường giả mà thôi. Nói chung hiện tại còn phải cẩn thận một chút, từ Lôi Huyền đỉnh thực sự ở trên người con, còn chiếm được truyền thừa của đế giả, lúc này đã là cây to đón gió rồi. Nhìn vẻ mặt tràn ngập tự tin của Lục Thiếu Du, Lữ Chính cường yên tâm hơn một chút. Lục Thiếu Du gật đầu, cây to đón gió, hơn nữa người hắn trêu vào cũng không ít, quả thực phải chú ý một chút mới được lập tức lữ chính thường đem tin tức mới nhất của lan lang sơn trang hóa vô tông hát sát giáo nói cho lục thiếu du nghe một chút ba sơn môn đang tập kết nhân mã chuẩn bị xuất phát thanh thế vô cùng lớn chuyện này so với phỏng đoán của lục thiếu du cũng không kém bao nhiêu ba sơn môn nhất định sẽ tập kết nhân mãn mục đích chính là nhổ cỏ tận gốc phi linh môn đồng thời chấp nhiếp toàn bộ cổ vực cuối cùng mũi giáo sợ rằng sẽ nhắm vào ngay linh thiên môn hai người thương nghị không ít chuyện Lục Thiếu Du cũng biết được đại khái lần này ba sơn môn này điều động bao nhiêu cường giả. Lục Thiếu Du còn cố ý hỏi lại một chút, kẻ âm thầm ra nhiệm vụ thuê thiên địa các ám sát đám người Lục Tiểu Bạch là ai, thế nhưng Lữ Chính Cường cũng không biết được. Trao đổi một phen, Lữ Chính Cường vẫn hỏi bóng hỏi gió Lục Thiếu Du xem dưới thiên đảo hắn thu được bảo vật gì, Lữ Chính Cường căn bản không tin Lục Thiếu Du chỉ chiếm được những thứ như lời hắn nói. Trường 1907, Thương Nghị, Sắp Xếp 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ tiếc là Lục Thiếu Du không hé nửa lời, muốn được tin tức từ trong miệng tiểu tử này không hề dễ dàng, cho nên hắn cũng không thu được gì. Nửa canh giờ sau Lục Thiếu Du xin cáo từ rời đi, hiện tại thời gian vô cùng cấp bách cho nên hắn phải nhanh chóng đi tới Vân Dương Tông. "Tiểu tử, thực lực của con hiện tại đã đạt tới bước nào rồi?" Ngay cả ta cũng không nhìn thấu, lẽ nào đã đột phá tôn cấp rồi sao? Lục Thiếu Du vừa mới đi tới cửa lữ chính cường không nhịn được mà hỏi một chút có thể đánh chết một đống tôn cấp và vương cấp coi như thôi động tử lôi huyền đỉnh sợ rằng cũng không dễ nếu như đột phá tôn cấp thì quả thực quá kinh khủng từ khi chấm dứt thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi cho tới bây giờ chỉ có hơn một năm mà thôi khi trước tiểu tử này mới là vũ vương nhất trọng trong vòng một năm đột phá tôn cấp quả thực quá yêu nghiệt đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được huống chi còn có linh vũ song tu tốc độ đương nhiên phải chậm đi không ít bẩm nhạc phụ, tiểu tử mới là vũ vương cửu trọng mà thôi, đột phá tôn cấp còn không dễ như vậy. Nói xong thân ảnh lục thiếu du lập tức biến mất ngoài đình viện. Vũ vương cửu trọng, trong đình viện, thân thể lữ chính cường lần nữa run lên, tốc độ bực này quả thực chính là nghịch thiên A. Vương cấp có thể đánh chết một đống lớn tôn cấp, không hổ được người đời gọi là linh vũ chiến vương. Lữ chính cường cũng còn không biết, khi lục thiếu du đánh chết một đống tôn cấp thì tu vi còn chưa đạt tới như bây giờ. Trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long đang cùng Lữ Tiểu Linh thưởng thức mỹ thực của Linh Thiên Môn, thiên sĩ tuyết sư cũng không khách khí. Lục Thiếu Du trở lại đình viện, vừa mới tới Linh Thiên Môn mấy canh giờ, hiện tại lại phải rời đi, tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Trong lòng Lữ Tiểu Linh cũng không muốn, tình huống của Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn hiện tại nàng cũng biết, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Đưa Lục Thiếu Du ra ngoài, Lữ Tiểu Linh chỉ dặn Lục Thiếu Du tất cả phải cẩn thận. "Tiểu Linh, ta đi đây." nhìn nữ tử quyến rũ mà nóng bỏng trước mặt, lục thiếu du hôn lên môi nàng một cái, ánh mắt dường như vô ý nhìn lên một ngọn núi cao vút trong mây rồi lập tức cưới thiên sĩ tuyết sư rời đi. Giống, hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên, một cỗ uy áp tràn ra khiến cho không ít yêu thú run rẩy trong nháy mắt thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất trong không trung Nhìn bóng lưng biến mất phía trước, vừa về mấy canh giờ lại phải vội vã rời đi như vậy, mãi một lúc lâu sau lữ tiểu linh mới quay trở về. Trên một ngọn núi, lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó có một người chính là Lữ Chính Cường, mấy người khác không có một chút khí tức ba động nào, thế nhưng ba động trong lúc vô hình khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ run sợ. Nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây đương nhiên có thể nhìn ra mấy người này đều có tu vi tôn cấp. Tiểu tử Lục Thiếu Du này không đơn giản, không ngờ có thể phát hiện ra chúng ta. Một lão giả áo tím nói, ánh mắt không chút gợn sóng, yên tĩnh giống nhu. Mặt hồ thế nhưng nhìn vào vô hình chung sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Tử lôi huyền đỉnh, Truyền thừa đế giả, hơn nữa bằng vào thiên phú kinh người của tiểu tử này, thành tựu sau này khó có thể hạn lượng. Thảo nào Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo không nhịn được mà lại động thủ. Một lão bà mặc váy nói: "Chư vị trưởng lão, lần này mời chư vị đi tới Thiên Môn cốc một chuyến." Lữ Chính Cường nói với mọi người: "Có Vân Dương Tông, còn có Thánh Linh Giáo kia quả thực cũng không sợ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo bao nhiêu." Lần này ba sơn môn này không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, âm mưu thật tốt a. À. Chúng ta nhịn lâu như vậy, giờ cũng nên cho đám người lan lăng sơn trang, hóa vô tông hắc sát giáo kia một chút giáo huấn. Ánh mắt lão giả áo tím sáng như sao, trong mắt tràn ra hàn ý nồng đậm. Thiên sĩ Tuyết sư rời khỏi Linh Thiên môn, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên. Vừa rồi có mấy đạo khí tức mịt mờ rơi vào trên người hắn, mấy người này chỉ dùng tâm thần dò xét Lục Thiếu Du. Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại chỉ là linh vương cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng luận linh hồn lực đã tới tôn cấp, có người dò xét đương nhiên hắn có thể cảm giác ra được. Tiểu Long, chú ý thiên trụ giới. Sau khi xác định chung quanh an toàn, lục thiếu du lần nữa móc ra thiên trụ giới rồi tiến vào bên trong. Tiểu Long hóa thành bản thể chừng 10 thước, huyền vũ thần sắc bao phủ thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, lục thiếu du xuất hiện trong không gian nơi huyết mị và hắc hùng bế quan. Khí tức hai người lúc này vẫn đang tiếp tục kéo lên, khi tức kéo lên đã mạnh hơn một chút, nhưng mà muốn đột phá bát dai cũng còn chưa đủ. Một lát sau, Lục Thiếu Du đi tới phía xa, móc ra Hỏa Long đỉnh lần nữa bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Trên người hắn vẫn còn không ít thi thể, đều là thi thể vương cấp, mỗi một đầu khôi lỗi cấp 7 được luyện chế ra đều là một trợ lực lớn, tuy rằng cần tốn không ít thời gian luyện chế, thế nhưng ở bên trong thiên trụ giới này thì không thành vấn đề. Siêu, tâm thần dò xét, lưu quang trên những chữ vật chợt lóe, trước người Lục Thiếu Du, Hỏa Long đỉnh xuất hiện sau đó lại có không ít thi thể và tài liệu luyện chế khôi lỗi cần xuất hiện. Siêu siêu, khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du không dừng lại chút nào, linh lực rót vào bên trong Hỏa Long đỉnh, một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gào. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng đem không ít tài liệu ném vào trong Hỏa Long đỉnh để luyện hóa. Đối với Lục Thiếu Du mà nói đương nhiên không thành vấn đề, bởi vì hắn đã sớm thành thạo chuyện này. Luyện chế một đầu khôi lỗi cấp 7 là tương đương với một cường giả vương cấp nếu như là cấp 7 hậu kỳ thì lại càng không cần phải nói. Trong lúc luyện chế linh hồn lực của lục thiếu dù được đề thăng không ít, vô hình chung cũng coi như có tác dụng như tu luyện, đối với việc nắm linh hồn lực trong tay cũng thành thạo và tinh diệu hơn trước. Thời gian tiếp tục trôi qua, lục thiếu dù vẫn tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Đông Hải, sáng sớm, ở phía dưới có một khối lục địa nhìn không thấy điểm cuối trong hải vực. Lục địa này giống như kéo dài trên Đông Hải, bên trên lục địa có không ít ngọn núi sừng sững, vách núi cao vút. Trong thánh linh giáo, ở đại điện mang phong cách cổ xưa của thánh linh bộ, lục thiếu du ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bốn đại thiên tôn ngồi ở hai bên. Bái kiến giáo chủ, mọi người cung kính hành lễ, tổng cộng có hơn 100 vũ vương cùng linh vương. Trong đoạn thời gian này dường như bởi vì có liên quan tới diễn linh thánh quả cho nên đại trưởng lão thánh linh bộ còn có hai trưởng lão khác đều đột phá tới tôn cấp. Thánh linh giáo lần nữa lại có thêm ba cường giả tôn cấp. chương 1908, Phong Vân Dung Chuyển Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Mà những người khác bởi vì có tài nguyên tu luyện dồi dào, tu vi lại dừng lại quá lâu, cho nên sau khi nhận được tài nguyên tu luyện thì tốc độ tu luyện lại có tiến bộ. Lục thiếu du liếc mắt nhìn quanh, không ít người đều có tiến bộ. Khóe miệng lục thiếu du nhếch lên, mỉm cười, thánh linh giáo có thực lực như vậy, vũ tôn, linh tôn có mười mấy người, hiện tại lại có thêm ba tôn cấp nữa. Vũ vương, linh vương lại thêm hơn trăm người, về phần vũ xuất linh xuất thì càng nhiều, quả thực đây chính là một cỗ thế lực kinh khủng. Cho dù so sánh với tứ các tứ đảo thì tuyệt đối cũng có lực chống lại. Thánh linh giáo ngay lập tức mở ra đại trận hộ giáo, tứ đại thiên tôn, tất cả tôn lão hộ giáo, trưởng lão lập tức theo ta tới cổ vực. Ngay lập tức xuất phát, thanh âm lục thiếu du vừa dứt sát khí quanh thân tràn ra. Trong lan lăng sơn trang, trong đại điện, vẻ mặt ra các tây phong tràn ngập hàn ý. Trang chủ, phi linh môn hiện tại tập trung ở thiên môn cốc gần 20 vạn người dường như đang có âm mưu gì đó. Trong đại điện, phí lan trưởng lão nói, 20 vạn người, đây có lẽ là toàn bộ thế lực của phi linh môn đúng không? Ánh mắt ra cát tây phong trầm xuống, hắc sát giáo, hóa vô tông truyền đến tin tức, nhân mã của song phương đã bắt đầu tập kết, mặt khác còn nhận được tin tức lục thiếu du ở Đông Hải đã trở về tới phi linh môn. Phí lan nói, phi linh môn nho nhỏ không ngờ lại dám chọc vào lan lang sơn trang chúng ta. Lần trước bành trướng chúng ta đã không tính toán, lần này nhất định phải nhổ tận gốc, bằng không lan lang sơn trang chúng ta không còn mặt mũi nào đặt chân ở cổ vực nữa. Cho dù tiểu tử lục thiếu du kia có trở về thì sao? Nếu như lan lang sơn trang ta động thủ với hắn thì vẫn có thể bóp chết hắn giống như con kiến. Gia Cát Tử Vân oán hận nói, nhắc tới lục thiếu du oán hận trong mắt càng đậm. Tiểu tử kia ba lần bảy lượt lăng nhục hắn, không giết tiểu tử này khó mà giải mối hận trong lòng hắn. Hắc sát giáo, hóa vô tông còn truyền tin tức nào tới không? Gia Cát Tây Phong âm trầm, khẽ phe phẩy quạt hỏi phí lan trưởng lão. Triệu trưởng lão và hoàng trưởng lão đã liên hệ với hóa vô tông và hắc sát giáo. Bọn họ đều đồng ý hành động sớm, đang chuẩn bị đi tới thiên môn cốc. Hành động sớm sao, ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi nói. Truyền lệnh xuống dưới, lan lang sơn trang chúng ta tập kết 50 vạn đệ tử đi tới thiên môn cốc hội họp với hóa vô tông và hắc sát giáo. Trước tiên đánh chết 20 vạn người của phi linh môn, sau đó lại nhổ tận gốc phi linh môn cũng không muộn. Vâng, Phí Lan đáp, Lục Thiếu Du, ba sơn môn chúng ta muốn tiêu diệt phi linh môn của ngươi quá dễ dàng. Lần này ta xem có ai còn có thể cứu được ngươi. Tổng Đại Điện, trong mắt ra các tử vân hiện lên hàn ý, lầm bẩm nói. Cổ vực, một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sừng trong mây, bên trong núi nó có kiến trúc liên miên. Truyền lệnh xuống dưới, 50 vạn đệ tử trong tông lập tức xuất phát đi thiên môn gốc, cường giả trong tông đi sau. Trong đại điện, hàn ý trong mắt công tôn hóa nhai tràn ra, bên trong vô hình chung có sát khí nhàn nhạt, nhạt. vâng, mọi người đáp xong bắt đầu tản đi. đại sự sắp tới gần. linh thiên môn, các người khổ tâm bảo vệ phi linh môn là bởi vì giữ cho mình một đường lui. thế nhưng tính toán của các người sợ rằng phải thất bại rồi. công tôn hóa nhai lầm bẩm nói. cổ vực, sắc trời vào đêm, trong bầu trời đêm u ám, vầng trăng chiếu rọi mặt đất phía dưới. phi linh môn, lần này không tiêu diệt các người ta sẽ không còn gọi là đồng quy tinh. truyền lệnh xuống dưới năm người vạn đệ tử trong giáo xuất phát đi thiên môn cốc trong một căn phòng đồng quy tinh mặc một bộ áo bảo màu đen vẻ mặt tràn ngập sát khí trong sát khí nồng nặc sát ý vâng một bóng đen đáp xong lập tức rời khỏi căn phòng đại sự đã tới gần tất cả cản trở phải gạt bỏ phi linh môn người không có cơ hội đâu trường bào đồng quy tinh run lên nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ sát khí ngày càng đậm trong cổ vực một mảnh yên tĩnh chỉ có sao bắt đầu treo ở trên trời hàn ý lạnh thấu xương tràn ngập không biết từ khi nào sao bắt đầu di chuyển về phía nam, ở phía chân trời cổ vực xuất hiện ánh sáng lờ mờ. Trên phía chân trời chỉ có ngôi sao Phá Quân trong bắt đầu thất tinh sáng sủa, thi thoảng lóe sáng. Phá Quân bắt đầu di chuyển giống như bị một cơn gió thôi, chậm rãi đi về phía cổ vực. Đồng thời toàn bộ cổ vực run lên, trên cổ vực tràn sát khí, hắc vụ, dường như tất cả sát khí trong thiên địa cảm nhận được thứ gì đó cho nên bắt đầu tập hợp. Giờ phút này vô số cường giả cũng cảm nhận được biến hóa vô số cường giả ẩn tàng vô số năm đem từng đạo khí thức phóng lên cao dường như đang tìm kiếm thứ gì đó thế nhưng lại không thể tìm ra ai lúc này trong thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài đây là một thanh âm già nua xa xưa quanh quẩn trong bầu trời đêm cũng không ai có thể nghe thấy được trên bầu trời rộng lớn trong giây lát xuất hiện một thân ảnh hư ảo thân ảnh này mang theo hắc ám khiến cho người khác không dám nhìn thẳng thế nhưng cho dù có nhìn thấy cũng không thể nhớ kỹ được thân ảnh hư ảnh này thân ảnh này chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt vô cùng tĩnh lặng, trong nháy mắt khi mở ra, sát khí tụ tập trong thiên địa lập tức tiêu tán. Phá quân lệch vị trí, cổ vực yên bình trên vạn năm lại sắp máu chảy thành sông. Thân ảnh này xuất hiện trên vòng trời, nhìn dị tượng trên không trung rồi lập tức nói. Ồ, không chỉ là cổ vực mà là toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục cũng bị ảnh hưởng, máu chảy thành sông, máu chảy thành sông A. Hư ảnh lớn này thì thào khẽ nói, sau đó lập tức biến mất không còn tung tích, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Cũng không có ai có thể nhìn thấy được người này, phá quân lệch vị trí, rơi vào trong cổ vực, trong tinh ngục các, trên một ngọn núi cao vút trong mây, Hắc Linh Vương nhìn hải vực rộng lớn, trường bào run lên, ánh mắt tức thì biến háo. Phá quân lệch vị trí, dị tượng giết chóc A, à. bên người Hắc Linh Vương, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Dị tượng giết chóc không ngờ lại rơi vào trong cổ vực. Hắc Linh Vương nhíu mày nói truyền lệnh xuống dưới, thời gian đã tới, tất cả cường giả xuất phát đi tới thành ma vân. Trong thiên trụ giới, trong không gian thê lương lúc này thời gian bất chi bất giác trôi qua. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta, thủ ấn trong tay lục thiếu dù biến hóa, dung dịch nóng bỏng trong hỏa long đỉnh sôi trào, lập tức rót vào trên một cỗ thi thể. Ken két, dung dịch nóng bỏng rót vào trên thi thể tức thì phát ra thanh âm ken két. Từ đầu tới chân cỗ thi thể này đều bị điêu dịch nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra, theo dung dịch rót vào, thân thể này từ từ chuyển thành màu đen, vô cùng sáng bóng. chương 1909, Phụ tử trao đổi một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tụ cho ta, lục thiếu du khẽ quát một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn, thủ ấn hóa thành quang mang kỳ dị đánh vào trên người cỗ thi thể kia. Đôi mắt vốn trống rỗng của thi thể trong nháy mắt mở ra, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, tái nhợt khí tức quanh thân thi thể này trong chớp mắt bắt đầu kéo lên, cỗ khí tức kia lan tràn ra khiến cho tim người khác dập nhanh. Dường như ẩn sâu bên trong đầu khôi lỗi màu đen kia chính là năng lượng kinh khủng. Lục Thiếu Du phất tay, khôi lỗi này trực tiếp nhảy tới bên người Lục Thiếu Du, trong ánh mắt trống giống hiện lên tinh quang nhẹ nhẹt. 128 đầu, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, nhìn 128 khôi lỗi trước mặt, tính thêm 58 đầu khôi lỗi ban đầu, tổng cộng trong tay hắn đã có 128 cỗ khôi lỗi tất cả khôi lỗi cấp bậc thấp nhất cũng tới cấp 7 sơ giai. 128 đầu khôi lỗi, không thể nghi ngờ là tương đương với 128 cường giả vũ vương, linh vương. Lần thứ hai luyện chế 27 đầu khôi lỗi, ở giữa lục thiếu du cũng chỉ nghỉ ngơi có một lần. Thu, thủ ấn được kết, lục thiếu du đem tất cả khôi lỗi thu vào trong nhẫn chữ Phật. Siêu siêu, lúc này trong tâm thần dò xét của lục thiếu du, phía xa hiện tại đang truyền đến năng lượng ba động mạnh mẽ. Muốn đột phá sao, trên mặt lục thiếu du hiện lên vẻ vui mừng, trong tâm thần dò xét của hắn, 20 ngày trước huyết mị đã bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Mà lúc này sợ rằng đã chính thức đột phá, sau khi thu hồi hỏa long đỉnh, lục thiếu du lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh lục thiếu du xuất hiện ở một nơi khác trong không gian, lúc này thân ảnh huyết mị đã biến mất, trước người lục thiếu du xuất hiện một tổ ong lớn. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ lúc này cũng đang nhanh chóng hội tụ. Đám năng lượng mạnh mẽ này đang tụ tập chung quanh tổ ong. Tổ ong lớn này sợ rằng to chừng một nghìn thước, giống như một chùm nho màu đỏ khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cả vật thể màu đỏ tươi, quang mang tràn ngập bên trên giống như là tiên huyết đang lưu truyền, bên trên có ngàn vạn động khẩu nhỏ. Siêu siêu, năng lượng mạnh mẽ liên tục rót vào trong tổ ong, trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí thức bàng bạc tràn ra, khí thế cực kỳ kinh khủng. Sắp đột phá bát dai rồi, lục thiếu du mỉm cười, huyết mị lúc này đang bắt đầu đột phá bát dai. Nếu như huyết mị đột phá bát dai, Quả thực khi đó nàng sẽ vô cùng kinh khủng. Bởi vì một khi huyết mị đột phá bát sai, quân đoàn thị huyết linh phong bên người lần nữa sẽ tăng thêm quy mô, đồng thời lại tấn chức không ít. Đến lúc đó quân đoàn thị huyết linh phong tuyệt đối sẽ một đội quân vô cùng kinh khủng. Năng lượng dũng mãnh tràn vào tổ ong màu đỏ, không gian lay động liên tục. Trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu lan tràn ra. Cỗ khí tức này vô cùng cường hãn, khiến cho linh hồn không khỏi run lên. Đột phá Lục Thiếu Du vẫn luôn nhìn vào tổ ong màu đỏ, cảm nhận cỗ khí tức mới là kia, cỗ khí tức này vô cùng mạnh mẽ và cuồng bạo. Siêu siêu, thật lâu sau, tất cả mới bình tĩnh trở lại, toàn bộ tổ ong màu đỏ hơi nhoáng lên, huyết sắc quang mang lúc này mới thu liếm lại. Một thân ảnh xinh đẹp từ trong tổ ong nhảy ra, thân ảnh xinh đẹp này có đường cong linh lung, mái tóc dài màu đỏ xóa xuống tới tận bờ mông vỉnh. Trang phục đỏ như lửa bao phủ đường cong mê người, càng khiến cho bờ mông vỉnh phía sau càng thêm kiêu ngạo. Chủ nhân, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước người Lục Thiếu Du. Trên khuôn mặt yêu mị kia, đôi mắt giống như muốn mê hoặc người nhìn vào, chỉ sợ so với Bạch Linh cũng không kém bao nhiêu. "Cảm giác thế nào?" Lục Thiếu Du thấp giọng hỏi. "Khởi bẩm chủ nhân, sau khi đột phá bát giai số lượng thị huyết linh phong thở có thể đào tạo tăng lên không ít." Thị huyết linh phong thở thất giai, lục giai, ngũ giai cũng có thể lần nữa để thăng. Số lượng cũng có thể tăng lên, chỉ là số linh dược cần cũng kinh người. Huyết mị nói, tất cả linh dược ở đây ngươi cứ tùy tiện dùng, ngươi cứ tiếp tục ở bên trong này đào tạo thị huyết linh phong thợ đi. Lục thiếu du giao cho huyết mị một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đều là linh dược. Đối với việc đào tạo thị huyết linh phong thợ, lục thiếu du vẫn cực kỳ coi trọng, đương nhiên sẽ không keo kiệt linh dược. Lại thêm cất dấu hiện tại của phi linh môn, muốn chống đỡ cho huyết mị đào tạo thị huyết linh phong thợ là chuyện vô cùng dễ dàng. Tính toán thời gian, cảm giác hẳn còn chưa tới Vân Dương Tông. Tới Vân Dương Tông thì Tiểu Long cũng đã thông báo cho hắn. Lục Thiếu Du lập tức khoan chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ thời gian, Lục Thiếu Du quyết định tiếp tục lĩnh ngộ thời gian, lúc này lĩnh ngộ thời gian cực kỳ quan trọng. Chỉ có lĩnh ngộ thời gian mới có thể mở ra tầng thứ hai của thiên trụ giới, càng là không gian phía trên, thời gian tranh lệch càng lớn, cho dù là tầng thứ hai thì tranh lệch cũng gấp 20 lần. Đối với tu luyện mà nói, chỗ tốt cực kỳ kinh người. Có lĩnh ngộ lần trước, lúc này lục thiếu du cũng có chút khái niệm mơ hồ về thời gian thời gian tuy rằng không phải là một loại năng lượng thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa mặc dù sự tồn tại của thời gian chỉ là một loại khái niệm thời gian chỉ là một loại tồn tại khách quan nếu như nói thời gian là một loại tồn tại khách quan thì quả thực có chút lệch lạc ngược lại thời gian sở dĩ tồn tại là bởi vì mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ một loại quỹ tích mới có thể chứng minh sự tồn tại của thời gian chỉ có mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ một loại quỹ tích thì mới có thể nhận ra được thời gian. Dường như Lục Thiếu Du đã tìm ra được thứ gì đó, thế nhưng càng nghĩ lại càng khiến cho Lục Thiếu Du mơ hồ. Thời gian lần nữa trôi qua, trong lúc lĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Giống, trong không trung yên tĩnh, thiên sĩ tuyết sư ở trên cao giống như một. Đạo lưu quang xẹt qua, hai cánh cắt vỡ không gian, tốc độ nhanh tới mức kinh khủng. Tại một ngọn núi lớn trên vân dương tông, từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như đang lơ lửng trên bầu trời. Trên một ngọn núi lúc này có bốn đạo thân ảnh đang ngồi trong đình viện, thi thoảng còn có tiếng cười truyền ra. Mấy người này chính là La Lan Thị, Vân Hồng Lăng còn có nha hoàn thiếp thân của Vân Hồng Lăng là Đông Mai và Lục Trung. Trong tiểu viện, có một người ngây ngây ngốc ngốc nhìn thấy mọi người đang cười cũng ngây ngô cười theo. Mà người này chính là Lục Thiếu Hổ, lúc này hắn đã không còn kiêu ngạo và hống hách như trước nữa, hoàn toàn trở thành một kẻ ngây dại. Hồng Lăng, vô song đi lâu như vậy còn chưa có trở về, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? liệu có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Trong đình viện, La Lan Thị lo lắng nói, chương 1910, phụ tử trao đổi thai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mẫu thân, Bắc Cung gia không phải là gia tộc bình thường. So với Vân Dương Tông còn mạnh hơn không ít, vô song tỷ tới đó không có nguy hiểm gì. Có lẽ vô song tỷ còn có chuyện gì đó cần làm, bằng không đã sớm trở lại thăm chúng ta rồi. Vân Hồng Lăng nói, còn có thiếu du, tâm đồng, quá nhi a à cũng không biết ba đứa nó hiện tại đang ở đâu, có gặp phải nguy hiểm gì hay không." La Lan thị nói, "Lan muội, muội không cần phải lo lắng cho mấy đứa chúng nó. Thực lực của mấy đứa chúng nó không phải người bình thường có thể làm gì được. Nói chung bọn chúng sẽ không gặp nguy hiểm gì." Lục Trung mỉm cười, nhi tử và con gái nuôi, con trai nuôi của hắn không phải là người bình thường, cho nên hắn cũng không lo lắng bao nhiêu. "Đúng vậy, mẫu thân người đừng lo lắng quá." Vân Hồng lăng nói, "Mẫu thân, cha con đã trở về ngay khi vân hồng lăng nói xong một thanh âm quen thuộc lập tức vang lên trong tiểu viện có một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người ta cũng đã trở về tiểu long từ trên không trung nhảy xuống miệng nở nụ cười hắc hắc nhìn người trước mắt la lan thị kinh ngạc một chút rồi mỉm cười lập tức đi về phía trước nói vừa mới nói tới con xong tại sao lại đột nhiên trở lại đây vậy la lan thị vừa nói vừa tỉ mỉ nhìn lục thiếu du tay vuốt ve khuôn mặt hắn rồi nói không ốm thế nhưng béo hơn một chút thì tốt rồi. Mẫu thân, người tu luyện thân thể gầy béo đều như nhau. Thân thể của con rất tốt, lục thiếu dù kéo tay mẫu thân, nhìn vị phụ nhân hiền từ trước mắt. Một đường đi tới, một đường tu luyện của hắn như hiện tại, mục đích duy nhất khi trước chính là bảo hộ mẫu thân của hắn. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà tới hiện tại vẫn là như vậy, hắn bước lên con đường trở thành cường giả, cái gì mà công thành danh toại, lưu danh gì đó đối với hắn không quan trọng thứ hắn muốn chỉ là bảo hộ những người thân bên cạnh mình. Tâm đồng và quá nhi đầu, nhìn thấy lục thiếu du và tiểu long xuất hiện thế nhưng lại không nhìn thấy lục tâm đồng và dương quá, la lan thì lập tức hỏi. Mẫu thân, bọn họ ở phi linh môn, người không cần lo lắng. Lục thiếu du nói, hồng lăng, có nhớ tới ta không? Lục thiếu du lập tức đi tới trước mặt vân hồng lăng, nhìn nữ tử mặc bộ y phục màu xanh trước mắt, đôi mắt xinh đẹp như sao, làn da nhẵn nhụi giống như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm, cái eo nhỏ nhắn càng có vẻ mê người, không biết xấu hổ, cha và mẫu thân còn có mặt đó. Vân Hồng Lăng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, thế nhưng vẻ mặt cũng không có chút tức giận nào. Đói, Lục Thiếu Hổ không biết từ khi nào đã tới bên người Lục Thiếu Du, kéo góc áo hắn cười ngây ngốc. Trên khóe miệng lúc nào cũng có nước bọt, Thiếu Hổ, bên này, ta sẽ làm thức ăn ngon cho con. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thiếu Hổ, La Lan thì lập tức kéo Lục Thiếu Hổ vào phòng bếp. Lục Trung nhìn hai nhi tử, kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía phụ thân Lục Trung, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Thế nhưng dường như để biết đối phương muốn nói gì, Thiếu Du, có một số việc ta muốn nói với con. Lục Trung nói, một lát sau, trong tiểu thính, Lục Thiếu Du bố trí một đạo cấm chế, phụ tử hai người lập tức ngồi xuống. Thiếu Du, ta cũng nghe nói chuyện của phi linh môn trong cổ vực, dường như phi linh môn của con hiện tại có phiền phức. Con tới Vân Dương Tông kiếm viện binh sao? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Trung có chút ngưng trọng hỏi Lục Thiếu Du. Vẻ mặt cực kỳ lo lắng, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết bản thân không giúp được gì Lục Thiếu Du. Phụ thân yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói, xem ra phụ thân hắn cũng không có nhàn rỗi, tin tức Vân Dương Tông thu được mà phụ thân cũng biết được một ít. Lan lang sơn trang, hắc sát giáo, hóa vô tông vây công phi linh môn. Con còn nói không có việc gì sao? nếu không có việc gì sao con lại tới Vân Dương Tông. Lục Trung khẽ thở dài nói, cũng là do ta vô dụng, Lục Gia không chiếu cố được con. Hiện tại cũng không giúp được con, ai, phụ thân, cho dù người giúp được con thì làm sao. Chim ưng được bảo vệ cuối cùng không thể bay lượn trên trời. Lục Thiếu Du nói, nhìn Lục Thiếu Du, Lục Trung không nói gì, lại nói. Hóa vô tông, lan lăng sơn trang, hắc sát giáo không phải là sơn môn bình thường hai nhạc phụ của con hẳn là có thể giúp đỡ một chút. Chỉ là Vân Dương Tông có chút ngoài tầm với, mà Linh Thiên Môn mặc dù ở trong cổ vực thế nhưng ta hoài nghi, mục đích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không phải là Phi Linh Môn của con mà chính là Linh Thiên Môn. Phi Linh Môn của con chỉ là bước đầu mà thôi, Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, phụ thân hắn không rời khỏi Vân Dương Tông mà có thể nhìn thấu bên trong như vậy, quả thực không phải bình thường. Con hiểu rỗi, chỉ là phi linh môn cũng không phải ai có thể động vào. Ai dám động vào kẻ đó tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá lớn. Lục Thiếu Du nói, trong mắt bắn ra hàn ý nhàn nhạt. Nói chung tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận, nhớ kỹ không thể xung động, nếu vạn bất đắc dĩ thì đại trưởng phu phải biết có được giãn được. Lan lang sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo cùng tiến lui với nhau, phi linh môn của con quá yếu. Linh thiên môn chỉ có một mình, vân dương tông lại ngoài tầm với, nói chung đối với con cực kỳ bất lợi lục trung nhìn lục thiếu du dừng lại một chút lại nói thiếu du người không nhìn thấu toàn cục thì không thể mưu một vực không thể mưu một đời thì không thể mưu một thời nhớ kỹ câu này đối với con có không ít tác dụng trong lòng lục thiếu du có chút khiếp sợ dường như phụ thân đang chỉ hắn thứ gì đó vẻ mặt hắn khẽ đổi chỉ gật đầu sau đó lại móc ra hai hộp ngọc nói cha đây là diễn linh thánh quả người vào mẫu thân ăn vào sẽ có không ít tác dụng diễn linh thánh quả Chẳng lẽ là diễn linh thánh quả sinh trưởng ở nơi linh khí tràn đầy, ba vạn năm không có ai đặt chân qua sao? Lục Trung mở hộp ngọc, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc hỏi. Mấy năm nay trên, Vân Dương Tông, địa phương hắn đi nhiều nhất chính là Vạn Vũ Lâu và Vũ Linh ảo cảnh, trong Vạn Vũ Lâu hắn cũng đọc qua một ít tư liệu về diễn linh thánh quả này. Đúng vậy, Lục Thiếu Du gật đầu, tâm thần khẽ động, một đạo lưu quang lập tức từ. Trong tay bắn ra, quang mang thu liếm, đây chính là một thanh trường kiếm dài ba thước. Bí văn trên thân kiếm hiện lên, khí thức bàng bạc tràn ra khiến cho tiểu thính run lên. Khí thức bàng bạc tức thì khuếch tán trong tiểu thính, khí thức này khiến cho lục trung lập tức thì chấn động. Cha, đây là một kiện vũ linh khí địa cấp, người luyện hóa đi. Còn phải đi tới chỗ nhạc phụ một chút, chương 1911, trao đổi Linh Ngọc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục Thiếu Du nói xong đem vũ linh khí địa cấp giao cho Lục Trung rồi thu lại cấm chế, rời khỏi tiểu thính. Sau khi rời khỏi tiểu thính, Lục Thiếu Du và mẫu thân, Hồng Lăng nói chuyện một lát rồi rời khỏi đình viện đi tới đình viện Vân Khiếu Thiên ở. Trong Vân Dương Tông, mỗi một ngọn núi đều cách nhau khá xa, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cưỡi thiên sĩ tuyết sư đi tới đó. Trong không trung, thiên sĩ tuyết sư khổng lồ như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của đệ tử Vân Dương Tông. Ngẩng đầu nhìn tòa kỵ uy vũ dữ tợn trên trời, cả đám đều ước ao không ngớt. Ta vừa mới nghe nói sư huynh Lục Thiếu Du đã trở về. Không ngờ chuyện này lại là thật, đó chính là thiên sĩ tuyết sư sao. Sư huynh Lục Thiếu Du, linh vũ chiến vương sao. Không biết thực lực của sư huynh hiện tại đã tới tình trạng gì rồi. Mặc kệ tới tình trạng gì, dù sao hiện tại ngươi vẫn còn kém xa. Người có thể giao thủ với Lục Thiếu Du sư huynh cũng chỉ có phách đao long tam, chiến đoa khuất đao tuyệt, vị ưng lăng phong trưởng lão mà thôi nếu như ta có thực lực như lục thiếu du sư huynh thì tốt rồi. Muốn có thực lực như lục thiếu du sư huynh thì ngươi phải bái vũ trưởng lão làm sư phụ. Vũ trưởng lão chính là sư phụ của lục thiếu du sư huynh A. Sao ta nghe nói thực lực của vũ trưởng lão là người thấp nhất trong những trưởng lão? Ngươi biết cái rắm vũ trưởng lão bí hiểm mới như vậy, bằng không lục thiếu du sư huynh hiện tại sao lại mạnh như thế? Sao lại nổi danh như vậy? Trong tiếng nghị luận của chúng đệ tử Vân Dương Tông, lục thiếu du đã đi tới đỉnh viện mà Vân Khiếu Thiên ở lục trưởng môn tông chủ ở bên trong chờ ngươi ngoài đình viện lục thiếu du gặp được đại hộ pháp toàn thân mặc hắc bào lục thiếu du khẽ gật đầu thi lễ trong lòng có chút kinh ngạc xem ra hắn vừa mới tới vân dương tông thì vị nhạc phụ cáo già kia đã biết tin tức cho nên mới chờ hắn tới trầm tư một lát lần này tới đây ngoại trừ việc của phi linh môn ra hắn còn phải lấy được địa tâm linh ngọc từ vân dương tông lục thiếu du biết chuyện này chỉ sợ không dễ dàng vạn nhất không lấy được vậy thì hắn phải trộm Địa tâm Linh Ngọc liên quan tới việc khôi phục của Nam Thúc, cho nên không thể buông tha. Ngay khi lục thiếu du trầm tư, trong đình viện truyền ra thanh âm của Vân Khiếu Thiên, Linh Vũ Chiến Vương Dương danh thiên hạ tới đây, không lẽ còn cần ta ra ngoài nghênh đón sao? Còn không mau đi vào, nhạc phụ, người làm thế quả thực là muốn giết tiểu tế A. À? Tiểu tế không dám, Linh Thiên môn mỉm cười, lúc này mới đi vào trong phòng. Trong tiểu, Thính Vân Khiếu Thiên đã ngồi trên một chiếc ghế trên người mặc trường bào màu xanh áo choàng màu đen dưới tóc toàn thân tràn ngập vẻ cuồng dã không câu nệ vô hình chung có một loại khí phách uy chấn thiên hạ việc cổ vực sắp xếp xong rồi sao vân khiếu thiên nhìn lục thiếu du dường như đang dò xét khí thức của lục thiếu du những cái khác cũng không có hỏi nhiều ánh mắt hắn cũng lập tức nghi hoặc bởi vì khí thức của lục thiếu du hiện tại hắn không thể nhìn ra cho nên lúc này mới bảo lục thiếu du ngồi xuống lục thiếu du ngẩn ra việc cổ vực hắn cũng không cần nhiều lời vân dương tông tuyệt đối đã biết rõ ràng hắn nói tất cả đều đã sắp xếp chỉ còn chờ cường giả vân dương tông tới mà thôi rốt cuộc phi linh môn của ngươi có bao nhiêu thực lực lần này có phải đều lộ diện hết hay không vân khiếu thiên nhìn lục thiếu du nhíu mày hỏi đến lúc đó nhạc phụ tự nhiên sẽ biết lục thiếu du nói xem ra vị cáo giả này vẫn suy đoán thực lực của phi linh môn lại không biết phi linh môn căn bản không ẩn giấu một chút thực lực nào về phần nam thúc cũng không thể coi như người phi linh môn mà Nam Thúc vẫn luôn chữa thương. Nghe vậy Vân Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, ngẩng đầu hỏi: "Linh Thiên môn thế nào rồi? Đều đã sắp xếp." Lục Thiếu Du gật đầu nói: "Mục tiêu của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát giáo chính là Linh Thiên môn. Lần này cũng coi như chúng ta giải vây cho Linh Thiên môn." Trên mặt Vân Khiếu Thiên mang theo chút ngưng trọng nói: "Chỉ là không biết lần này Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát giáo phái ra bao nhiêu cường giả?" đến bao nhiêu thì sẽ phải lưu lại bấy nhiêu hàn ý trong mắt lục thiếu du bắn ra khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ lan lang sơn trang hóa vô tông hắc sát giáo này cường giả như mây ngươi cho là dễ đối phó như vậy sao vân khiếu thiên lần nữa liếc mắt nhìn lục thiếu du nói vân dương tông của ta và linh thiên môn của tên hỗn đản lữ chính cường kia hẳn có thể chống lại hóa vô tông và hắc sát giáo chỉ là không biết ngươi có nắm chắc chống lại lan lang sơn trang hay không bằng không lần này sẽ có chút phiền phức nếu như phi linh môn chỉ có mấy đầu yêu thú, linh thú bát giai sơ kỳ, còn có thiên thủ quỷ tôn mà nói muốn đối đầu với lan lang sơn trang thì còn xa chưa đủ. chống lại lan lang sơn trang sao lục thiếu du sờ mũi mình từ thực lực của nhật sát các kiền hiên đảo mà xem chỉ bằng vào đám người xích viêm, bàn hủy, bàn vân, long linh mà nói muốn chống lại lan lang sơn trang đương nhiên còn chưa đủ thực lực của xích viêm, bàn hủy chống lại tôn giả tam trọng không thành vấn đề. Thế nhưng Lan Lang Sơn Trang tuyệt đối không chỉ có tôn giả tam trọng. Trong thánh linh giáo, mấy ngàn năm tài nguyên tu luyện thiếu thốn thế nhưng cũng có tôn cấp ngũ trọng. Trong Lan Lang Sơn Trang, cường giả tôn cấp xấu mặt nhất định cũng không ít, cũng không biết cường giả tôn cấp có bao nhiêu. Cũng không biết xuất ra mấy cường giả tôn cấp, suy tư một lát lục thiếu du nói, nhạc phụ cứ yên tâm, chỉ một Lan Lang Sơn Trang cũng không tạo ra bao nhiêu sóng gió, muốn chống lại cũng không thành vấn đề phi linh môn và thánh linh giáo có thể chống lại hay không lục thiếu du không dám nói. Thế nhưng lúc này còn có tinh ngục các, nhật sát các, kiền hiên đảo ở Đông Hải gia nhập, tất cả mọi chuyện đã không thành vấn đề. Người nắm chắc là tốt rồi, có lẽ lúc này lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo đã tụ tập nhân mã rồi xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi, Vân Khiếu Thiên nói, nhạc phụ, lần này tiểu tế tới còn có một việc khác. Lục Thiếu Du nói, địa tâm linh ngọc mới là mục đích chủ yếu lần này của hắn, bằng không hắn chỉ cần phái người tới vân dương tông là đủ rồi ngươi nói xem vân khiếu thiên nói tiểu tế muốn địa tâm linh ngọc lục thiếu du do dự một lát rồi nhìn vân khiếu thiên nói cái gì vân khiếu thiên vốn đang suy đoán lục thiếu du có chuyện gì không ngờ lục thiếu du lại nói chuyện này hầu như là hắn nhảy dựng lên giật mình nhìn lục thiếu du nói vì sao ngươi biết vân dương tông ta có địa tâm linh ngọc trong lúc vô ý đệ tử biết đến ánh mắt lục thiếu du khẽ đảo hàm hồ nói chương 1912, trao đổi thần khí 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói, tiểu tử ngươi có biết địa tâm Linh Ngọc là vật ra sao không? Tiểu tế biết một chút, Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của Vân Khiếu Thiên, hắn cũng biết độ chân quý của địa tâm Linh Ngọc, sợ rằng lần này muốn lấy được nó cũng không dễ. Địa tâm Linh Ngọc là trọng bảo sản sinh ra trong địa tâm Linh Mạch. Vạn năm khó mà xuất hiện một khối, năng lượng ẩn chứa trong mỗi một quả địa tâm linh ngọc đều vô cùng khổng lồ đồng thời còn không ít chỗ tốt khác nữa giá trị của một quả địa tâm linh ngọc tuy rằng thua thần khí thế nhưng có thể nói đủ để so sánh với thần khí vân khiếu thiên nói xong nhìn lục thiếu du nói trọng bảo như vậy ngươi nói xem ta có thể cho ngươi sao hơn nữa cho dù ta có lòng cho ngươi thì cũng không thể làm chủ được vân khiếu thiên nói giọng điệu kiên quyết không gì sánh được định làm cho lục thiếu du thôi mơ ước hắn lại liếc mắt nhìn lục thiếu du nói địa tâm linh ngọc này ngươi muốn để làm gì lục thiếu du nhíu mày nói nhạc phụ địa tâm linh ngọc này tiểu tế có chút việc cho nên cần phải dùng tới gấp tiểu tế cũng không muốn lấy không của người nhạc phụ ra giá đi ra giá sao ngươi nghĩ thật hay a à? địa tâm linh ngọc có thể so sánh với thần khí lẽ nào ngươi có thể dùng thần khi tử lôi huyền đỉnh của ngươi đổi sao sợ rằng bản thân ngươi cũng luyến tiếc a à? vân khiếu thiên thản nhiên nói chuyện này Lục Thiếu Du cười sầu hổ, dùng tử lôi huyền đỉnh để trao đổi đương nhiên hắn luyến tiếc. Địa tâm linh ngọc còn chưa đạt tới giá trị như thần khí, chỉ là hiện tại Nam Thúc vô cùng cần địa tâm linh ngọc để luyện chế ra âm dương long hổ đan, địa tâm linh ngọc nhất định phải thu lấy. Nhạc phụ, người xem thứ này đi. Lục Thiếu Du lập tức móc ra một hộp ngọc, đây là cái gì? Vân Khiếu Thiên nghi hoặc một chút, Lục Thiếu Du này sẽ lấy gì đổi địa? Tâm linh ngọc, hắn nhẹ nhàng tiếp hộp ngọc rồi nói. Ta nói trước cho ngươi, ngoại trừ thần khí ra, ngươi không được đánh chủ ý lên địa tâm linh ngọc. Trước đó ngươi cầm đi vạn niên xích đồng còn chưa đủ hay sao? Hiện tại lại còn muốn địa tâm linh ngọc nữa. Vân khiếu thiên còn chưa nói xong, đã bắt đầu mở hộp ngọc ra. Hắn cũng muốn biết bên trong hộp ngọc là gì. Hộp ngọc được mở ra, nhìn thấy một quả linh quả màu trắng trong hộp ngọc, sắc mặt hắn ngưng trọng lập tức biến đổi nói. Đây, là diễn linh thánh quả. Không sai, không biết diễn linh thánh quả có thể trao đổi địa tâm linh ngọc hay không tiểu tế chỉ cần một khối nhỏ là được rồi. Lục Thiếu Du nói, hít, tiểu tử ngươi cho rằng địa tâm linh ngọc là cái gì? Là tảng đá trên mặt, đất sao, còn nói chỉ một khối nhỏ là được rồi. Vân Khiếu Thiên nhìn diễn linh thánh quả trên bàn rồi kinh ngạc nói. Diễn linh thánh quả, giá trị bất phàm, đối với người cần nó mà nói, giá trị so với một kiện linh khí địa cấp còn cao hơn. Chỉ là muốn đổi địa tâm linh ngọc còn chưa đủ. Hai khỏa, Lục Thiếu Du lập tức móc ra một hộp ngọc nữa. Hộp ngọc mở ra, một khỏa diễn linh thánh quả lại xuất hiện trước mặt vân khiếu thiên Người từ đâu thu được hai khỏa diễn linh thánh quả Cho dù định lực vân khiếu thiên tốt tới đâu cũng không nhịn được mà giật mình Một khỏa diễn linh thánh quả đã có giá trị kinh người Hơn nữa thu được nó cũng là một cơ duyên lớn Thế nhưng không biết tiểu tử này từ đâu chiếm được hai khỏa Nhạc phụ, hai khỏa chưa đủ sao Lục thiếu du không trực tiếp trả lời vân khiếu thiên Vân khiếu thiên nhìn hai khỏa diễn linh thánh quả trên trên bài Ánh mắt giật mình, cắn răng lắc đầu nói cũng còn chưa đủ hai khỏa diễn linh thánh quả tuy rằng chân quý thế nhưng cũng chưa đủ để trao đổi được địa tâm linh ngọc ba khỏa ngay khi vân khiếu thiên nói xong lục thiếu du lập tức lấy ra một hộp ngọc nữa một khỏa diễn linh thánh quả xuất hiện trước mắt vân khiếu thiên ực ừ, vân khiếu thiên nuốt một ngụm nước bọt ba khỏa diễn linh thánh quả trên người tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu a à? một khỏa diễn linh thánh quả tuyệt đối được coi là trọng bảo hắn kinh ngạc nhìn về phía lục thiếu du nói tiểu tử rốt cuộc lấy từ chỗ nào? Bốn khỏa, lục thiếu du không trả lời mà móc ra tiếp một khỏa diễn linh thánh quả nữa, hắn nói. Bốn khỏa, ực, ừ. trường bào vân khiếu thiên run lên, nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt lần nữa, bốn khỏa diễn linh thánh quả A. À. Nhìn lục thiếu du, trong mắt vân khiếu thiên tràn ngập rung động. Tiểu tử này chẳng lẽ đã phát tài rồi, không ngờ lại xuất ra bốn khỏa diễn linh thánh quả. Đây là thứ có thể giúp cho phi linh môn hắn bồi dưỡng ra bốn cường giả tôn cấp A cho dù là cường giả tôn cấp ăn vào thì chỗ tốt nhận được cũng vô cùng lớn. Bốn khỏa diễn linh thánh quả, giá trị kinh người. Vân khiếu thiên nhìn bốn khỏa diễn linh thánh quả, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng, lại cắn răng nói. Tiểu tử, chỉ bằng vào bốn khỏa cũng không thể đổi được địa tâm linh ngọc. Giá trị của địa tâm linh ngọc so với bốn khỏa diễn linh thánh quả còn cao hơn. Ánh mắt lục thiếu du khẽ đổi, xem ra cơ hội dùng diễn linh thánh quả đổi địa tâm linh ngọc cũng không lớn. Nhạc phụ, nếu không tiểu tế sẽ dùng Tử Lôi Huyền đỉnh trao đổi Địa Tâm Linh Ngọc thì sao?" Lục Thiếu dù do dự một chút rồi cắn răng nói với Vân Khiếu Thiên. "Cái gì? Ngươi dùng Tử Lôi Huyền đỉnh trao đổi?" Vân Khiếu Thiên tức thì sửng sốt, lập tức kinh ngạc hỏi. Lúc này hắn đã có hứng thú, giá trị của Địa Tâm Linh Ngọc cho dù cao tới đâu thế nhưng dùng Tử Lôi Huyền đỉnh trao đổi thì vô cùng dư giả a. À. Tuy rằng nói Địa Tâm Linh Ngọc có thể so sánh với thần khí, thế nhưng chân chính so sánh với thần khí mà nói đương nhiên còn chưa đủ. Sợ rằng tâm trí bình thường cũng không có ai dùng thần khí đổi lấy địa tâm linh ngọc Nhìn lục thiếu du, ánh mắt phân khiếu thiên khẽ đảo, lập tức nói Tiểu tử, có lẽ người còn điều kiện khác đúng không? Lục thiếu du mang theo vẻ mặt cầu xin nói Địa tâm linh ngọc đối với tiểu tế vô cùng quan trọng Vì vậy tiểu tế nhất định phải có nó, cho dù phải dùng thần khí để đổi Chi là tiểu tế cũng vô cùng luyến tiếc tử lôi huyền đỉnh, Khiến cho tiểu tế có chút tiến thoái lưỡng nan a à. Ta cũng không nói nhiều giá trị của địa tâm linh ngọc có lẽ ngươi cũng biết. Coi như là ta nói, thái thượng trưởng lão trong tông cũng không đồng ý. Nhưng mà nếu như ngươi mang tử lôi huyền đỉnh ra đổi, ta nghĩ thái thượng trưởng lão trong tông nhất định sẽ đồng ý. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi cho nên sẽ cho ngươi thêm một kiện linh khí địa cấp. Vân Khiếu Thiên nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du chủ động lấy tử lôi huyền đỉnh ra để trao đổi khiến cho hắn vô cùng hứng thú, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bắt đầu nói với Lục Thiếu Du, cáo già, người cho rằng con rể người ngu si sao? Kẻ ngu mới đổi với người A, chương 1913, trao đổi thần khí khai Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu du thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới cáo già này lại có hứng thú với tử lôi huyền đỉnh như vậy, sắc mặt hắn không chút biến đổi nói. Nhạc phụ, tiểu tế quả thực cảm thấy khó lựa chọn. Vậy thì ngươi có thể không đổi nữa. Vân khiếu thiên trừng mắt nhìn lục thiếu du, tiểu tử này không phải đang đùa giỡn hắn đấy chứ đổi thì có thể, thế nhưng nhạc phụ phải đáp ứng với tiểu tế một chuyện." Lục Thiếu du ra vẻ cắn răng nói, "Nói đi, Vân Khiếu Thiên có chút chờ mong nói, nếu có thể đổi được Tử Lôi Huyền Đỉnh mà nói thì quả thực hắn đã lời lớn." Chỉ là lúc này Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, bằng vào tính cách của tiểu tử này, chuyện có hại như vậy tiểu tử này hẳn sẽ không làm, hôm nay tiểu tử này làm vậy quả thực có chút kỳ quái. "Như vậy đi, tiểu tế và nhạc phụ đại nhân luận bàn một phen." nếu như nhạc phụ đại nhân thắng thì tiểu tế nguyện ý dùng tử lôi huyền đỉnh để đổi địa tâm linh ngọc. Nếu như vạn nhất tiểu tử thắng, vậy thì sẽ dùng bốn khỏa diễn linh thánh quả này đổi lấy địa tâm linh ngọc, người thấy thế nào? Lục Thiếu Du hỏi, nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Vân Khiếu Thiên lập tức cảm thấy ngạc nhiên, nhìn Lục Thiếu Du nói. Người muốn đánh với ta một trận, tiểu tế cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Lục Thiếu Du nói, trong lòng lúc này cũng đang phỏng đoán, khoảng cách giữa Đông Hải và Đại Lục Linh Vũ khác xa, có lẽ chuyện mà hắn làm ở Đông Hải còn chưa truyền tới Vân Dương Tông, bằng vào thực lực hiện tại của hắn đối phó với vị nhạc phụ cáo giả này có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là vị nhạc phụ này của hắn khi trước cũng là cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả, tuyệt đối không giống bình thường, sợ rằng cũng khó đối phó. Lùi lại vạn bước mà nói, nếu như hắn không thắng được thì cũng có thể bảo vệ mình, dù sao thì cũng không thua tử lôi huyền đình. Âm dương long hổ đan nam thúc định luyện chế chỉ còn thiếu địa tâm linh ngọc này. Âm dương long hổ đan trong truyền thuyết không thể luyện chế ra mà thiếu được địa tâm linh ngọc, vì vậy lục thiếu du biến thế nào hắn cũng phải thu được địa tâm linh ngọc, cho dù trộm nhất định cũng phải trộm được địa tâm linh ngọc về. Ánh mắt phân khiếu thiên nhìn vào trên người lục thiếu du, chậm rãi tiến lên hai bước nói. Tiểu tử, người sẽ phải hối hận, tiểu tế sẽ không hối hận, cũng đã dự định trước sẽ luận bàn với nhạc phụ một phen, nói không chừng còn lĩnh ngộ được một chút. Vạn nhất nếu như thắng mà nói, có thể giữ lại tử lôi huyền đỉnh mà thu được địa tâm linh ngọc thì càng tuyệt vời. lục thiếu du nói tiểu tử đây chính là điều kiện mà ngươi ra đến lúc đó thua thì cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. vân khiếu thiên nghiêm túc nhìn lục thiếu du nói cho lục thiếu du hiểu rõ đồng thời cũng hy vọng lục thiếu du đồng ý ánh mắt có chút phức tạp. đến lúc đó nhạc phụ đừng đổi ý là được. lục thiếu du nói ta cũng có một điều kiện ánh mắt vân khiếu thiên trầm xuống ngưng trọng nói không thể vận dụng tử lôi huyền đỉnh ánh mắt lục thiếu du cũng âm thầm biến hóa, lập tức nói. Không thành vấn đề, không dùng tử lôi huyền đỉnh, vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy, quân tử nhất ngôn. Vân khiếu thiên cắn răng nói, lại thầm nghĩ tỏng lòng. Tiểu tử kiêu ngạo này càng ngày càng kiêu ngạo, lần này giáo huấn tiểu tử này một chút cũng tốt, tránh cho sau này hắn ra ngoài bị thiệt. Tứ mã nan truy, lục thiếu du nói, vị nhạc phụ cáo giả này trong lòng một mực nhớ thương tử lôi huyền đình. Thường nói trong mỗi con người đều có lòng tham, xem ra vị nhạc phụ này cũng không là ngoại lệ. Hắn không dùng tử lôi huyền đỉnh, cho dù là thực lực lúc bình thường hiện tại cũng có thể đánh chết vũ tôn nhất trọng, đối phó với vị nhạc phụ cáo giả này có lẽ không thành vấn đề. Dù sao đi nữa sắc trời hiện tại cũng đã muộn, ngày mai giờ mão chúng ta sẽ chiến trên địa long đỉnh. Vân khiếu thiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói với lục thiếu du một tiếng, sau đó lại nhìn bốn khỏa diễn linh thánh quả trên bàn. Giờ mão ngày mai tiểu tế nhất định sẽ tới, lục thiếu du mỉm cười, trong khi nói nhanh chóng thu bốn quả diễn linh thánh quả vào trong nhẫn chữ phật nhìn tốc độ này của lục thiếu du vân khiếu thiên không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn hắn vậy thì tiểu tế trước tiên xin cáo lui lục thiếu du nói xong lập tức rời khỏi đình viện lúc này sắc trời bất chi bất giác đã tới hoàng hôn nhìn lục thiếu du rời đi đại hộ pháp bên ngoài đình viện lúc này mới đi vào nhìn thấy tông chủ vân khiếu thiên đang cúi đầu suy tư hắn cũng không mở miệng đại hộ pháp thông báo cho các đệ tử giờ mão ngày mai trên đại long đỉnh ta muốn đánh cho tên tiểu tử lục thiếu du kia một trận. Vân khiếu thiên ngẩng đầu nói, cái gì, đại hộ pháp lập tức kinh ngạc nói, tông chủ, chuyện này là thật sao, đương nhiên là thật, tiểu tử này vẫn thích làm náo động. Lần này ta sẽ cho nó chịu chút đả kích, cũng coi như cấp chỗ tốt cho việc tu luyện của nó sau này. Đồng thời tử lôi huyền đỉnh kia cũng là vật vô cùng quan trọng với vân dương tông chúng ta, chỉ tiếc là tử lôi huyền đỉnh vẫn ở trên người tiểu tử này cho nên vân dương tông ta không thể ra tay đoạt thế nhưng hiện tại chính miệng tiểu tử này nói ra ta không cần khách khí thêm nữa nói xong trong mắt phân khiếu thiên hiện lên sự nóng bỏng tông chủ cho dù lục thiếu du này mạnh mẽ tới như thế nào sợ rằng cũng không phải đối thủ của tông chủ tiểu tử này quả thực quá ngông cuồng đại hộ pháp mỉm cười nói đi sắp xếp đi tiểu tử này có lẽ cũng có chút dựa vào khí tức của nó hiện tại ngay cả ta cũng không nhìn thấu Tuy rằng Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, Trung Quy vẫn thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng nghĩ tới tử lôi huyền đỉnh hắn lập tức lại có chút mong đợi. Vâng, ta sẽ lập tức đi sắp xếp, cũng nên để cho tiểu tử kia chịu một chút. Đả kích, đại hộ pháp cung kính hành lễ rồi đi ra ngoài. Hoàng hôn, mặt trời chiếu rọi xuống, trên vân dương tông khắp nơi được phủ một mảnh kim quang, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Một ngọn núi lớn lúc này cũng bị ánh sáng mở bao phủ, bên trên có một đám lớn kiến trúc khi lục thiếu du đi tới nơi này mơ hồ truyền đến thanh âm ầm ầm dường như có người đang tu luyện vũ kỹ thu hồi thiên sĩ tuyết sư lúc này lập tức có hai đạo thân ảnh đi tới ra mắt tam sư huynh hai người này nhìn thấy lục thiếu du lập tức kích động hành lễ đây chính là tam sư huynh của bọn họ a à. miễn lễ lục thiếu du nói với hai người hai người này khi trước hắn cũng đã gặp mặt chính là một trong mấy đệ tử sư phụ mới thu là tam sư huynh tam sư huynh đã trở về tam sư huynh tới trong nháy mắt này nghe thấy động tĩnh từ bên trong tức thì có hai mươi mấy đệ tử như ong vỡ tổ chạy ra. Còn có một vài nữ đệ tử, ánh mắt đám người lập tức nhìn chằm chằm vào lục thiếu du, có hơn phân nửa lục thiếu du không nhận ra, hẳn là đệ tử mà sư phụ mới thu vào gần đây. chương 1914, đưa linh quả cho sư phụ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ra mắt tam sư huynh, những đệ tử nhận ra lục thiếu du lập tức hành lễ, những người không nhận ra cũng vội vã cung kính hành lễ theo ánh mắt cả đám kinh ngạc không ngớt đại danh và thành tựu hiện tại của tam sư huynh lục thiếu du bọn họ đã sớm nghe sư phụ nói qua trong vân dương tông ai cũng biết chuyện này mọi người đều biết linh vũ chiến vương người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi trong lòng bọn họ vô cùng chờ mong đối với vị tam sư huynh chỉ mới nghe qua này có sư huynh đại danh đỉnh đỉnh như vậy bọn họ cực kỳ kiêu ngạo lúc này gặp mặt cả đám đều có chút khẩn trương và kích động thiếu du sư đệ lần nữa có hai đạo thân ảnh đi tới ra mắt hai vị sư huynh, Lục Thiếu Du nói, hai người này chính là hai đệ tử khác của sư phụ chính là Mã Phương và Quách Đông Dương. Thiếu Du sư đệ, đệ trở về khi nào vậy? Mã Phương, Quách Đông Dương nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc. Đây chính là tam sư đệ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo a. À. Đệ vừa mới trở về, Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua mọi người, trong tay xuất hiện một bình ngọc. Bên trong có không ít đan dược, phẩm giai đối với những vị sư đệ này mà nói đã là cực cao. Đại sư huynh phiền huynh đem số gian dược này chia cho các sư đệ sư muội đệ đi tìm sư phụ trước lục thiếu du nói xong đem bình ngọc giao cho mã phương lập tức đi tìm sư phụ trong tâm thần dò xét của hắn lục thiếu du đã biết sư phụ ở ngay trong đình viện còn không mau đa tạ tam sư huynh mã phương tiếp nhận đan dược lập tức nói với chúng đệ tử đa tạ sư huynh mọi người hành lễ đi nhanh tới đình viện thông qua hai hành lang lục thiếu du đã tới tiểu thính trong đình viện thiếu du sư nương con nói con đã trở về ta còn tưởng rằng nàng trêu ta a à. lục thiếu du vừa mới đi vào trong tiểu thính lập tức có hai người đi tới chính là vũ ngọc tiền và tạ trưởng lão ra mắt sư phụ ra mắt sư nương lục thiếu du hành lễ hai người trước mặt chính là sư phụ và sư nương của hắn lục thiếu du dưa mắt nhìn hai người sư nương tuy rằng tuổi tác đã không nhỏ thế nhưng làn da bảo dưỡng vô cùng tốt trên khuôn mặt trắng nõn không có một chút nếp nhăn nào đôi mắt sáng sủa trên người mặc một bộ cung trang màu xanh khí chất thanh nhã bất phàm nhìn qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi mà lúc này sư phụ nhìn qua vô cùng sạch sẽ bộ y phục trên người ngay ngắn hình tượng so với khi trước tốt hơn không ít mau vào ngồi trở về từ lúc nào khó trách mấy ngày hôm nay mí mắt ta cứ giật hóa ra là con chuẩn bị trở về nhìn thấy ái đồ của mình trở về vũ ngọc tiền cực kỳ vui vẻ kéo tay lục thiếu du ngồi xuống cả đám câu hỏi lập tức tuôn ra lục thiếu du mỉm cười lập tức trò chuyện cùng sư phụ tạ trưởng lão ở bên cạnh mỉm cười đem cho hai người không ít điểm tâm cùng rượu nghe hai thầy trò trò chuyện trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp hai thầy trò trò chuyện trong lúc bất chi bất giác đã hàn huyên một vòng lớn sợ rằng cũng đã được một canh giờ thiếu du ta nghe nói phi linh môn của con hiện tại có chút không ổn lần này con về đây có phải là vì chuyện của phi linh môn hay không tạ trưởng lão thật vất vả mới chen vào được một câu được rồi thiếu du phi linh môn của con không có việc gì chứ nói tới chính sự vũ ngọc tiền lập tức nghiêm túc đúng vậy lục thiếu du khẽ gật đầu lại nói cũng không phải hoàn toàn là vậy lần này tới đây con muốn lấy địa tâm linh ngọc địa tâm linh ngọc vũ ngọc tiền trưởng lão dường như không biết là thứ gì chỉ có tạ trưởng lão dường như đã nói qua nàng nói địa tâm linh ngọc này trước đây trong lúc vô ý ta đã nghe nói qua đây chính là trọng bảo của vân dương tông sợ rằng tông chủ rất khó đem nó cho con Lục Thiếu Du cười khổ một chút, lập tức nói chuyện Diễn Linh Thánh Quả cùng với ước chiến với Vân Khiếu Thiên vào giờ Mão ngày mai trên Địa Long đỉnh nói qua một lần. Ở giữa Vũ Ngọc Tiền cùng với Tạ trưởng lão đều kinh ngạc hỏi Lục Thiếu Du lấy ra đâu Diễn Linh Thánh Quả, Lục Thiếu Du cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi. Mà nghe nói trên người Lục Thiếu Du có thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh khiến cho hai người Vũ Ngọc Tiền và Tạ trưởng lão kinh ngạc lần nữa. Tới nói cho hai người sư phụ Vũ Ngọc Tiền và Tạ trưởng lão, Lục Thiếu Du cũng chỉ muốn tìm một người chứng kiến mà thôi tránh cho lúc đó vì cáo già kia thua mà chối bay, lúc đó hắn cũng không có cách nào khác. Mà vì để cho nhạc phụ kia của hắn có chút mặt mũi thì hắn cũng chỉ có thể dùng sư phụ Vũ Ngọc Tiền, một sư huynh có mặt, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên cũng phải nể tình. Lúc này Lục Thiếu Du còn không biết Vân Khiếu Thiên đã sớm có dự định, thông chi cho chúng đệ tử Vân Dương Tông, đang định tạo chút náo nhiệt, chỉ là lúc này Lục Thiếu Du cũng còn chưa biết. Cái gì, con cùng nhạc phụ của con đánh một trận, nghe Lục Thiếu Du nói, sắc mặt Vũ Ngọc Tiền lập tức kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử con có biết nhạc phụ của con khó đối phó đến như thế nào không? Đệ tử sẽ chú ý, Lục Thiếu Du nói, vị nhạc phụ kia của hắn lợi hại không sai, thế nhưng Lục Thiếu Du đối với bản thân mình cũng có chút lòng tin. Vũ Ngọc Tiền có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ lại chỉ ít luận bàn cũng không có nguy hiểm quá lớn, cho dù lo lắng thì hắn cũng lo lắng đổ đệ bảo bối của mình thua thần khí tử lôi huyền đỉnh mà thôi. Thiếu Du, Ta nói con muốn thứ gì không muốn loại bảo vật như Địa Tâm Linh Ngọc. Bảo vật bình thường ta sẽ nghĩ một chút biện pháp cũng có thể giúp con lấy ra. Thế nhưng Địa Tâm Linh Ngọc này thì ta không có biện pháp nào. Vũ Ngọc Tiền bất đắc dĩ nhìn ái đồ, lần này hắn không giúp được gì. Bảo vật như Địa Tâm Linh Ngọc lục thiếu dù biết sư phụ cũng không có cách nào, hắn mỉm cười, móc ra hai hộp ngọc nói: "Sư phụ, sư nương, đây là Diễn Linh Thánh Quả, đệ tử hiếu kính hai người." Nhìn hai khỏa Diễn Linh Thánh Quả, Vũ Ngọc Tiền tạ trưởng lão nhìn nhau, tạ trưởng lão nói. Thiếu du, ngày mai cho dù con thắng cũng cần diễn linh thánh quả trao đổi địa tâm linh ngọc với tông chủ, con giữ đi. Sư nương, đây là thứ mà đệ tử định đưa cho hai vị từ trước rồi. Lục thiếu du cười nói, có nhiều diễn linh thánh quả như vậy sao? Vừa rồi Vũ Ngọc Tiền cũng đã nghe nói tới chỗ tốt của diễn linh thánh quả cho nên cũng biết giá trị của nó. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du để lại hai quả cho mình, trong lòng vô cùng vui mừng, đồng thời cũng biết mình không thu nhầm tên đồ đệ này. Thu diễn linh thánh quả, Vũ Ngọc Tiền cũng không từ chối nữa. Khi trước hắn nhận tên đệ tử này quả thực đã nhặt được vàng. Đệ tử của mọi người trong thiên hạ có ai có tiền đồ như đệ tử của hắn. Vũ Ngọc Tiền đột nhiên cảm thấy mình anh minh thần võ, đệ tử người khác như mây thì có làm sao. Đệ tử tốt hắn chỉ có một người như Lục Thiếu Du là được rồi. chương 1915, Đại Hung Chi Tượng 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, khi lục thiếu du rời khỏi đình viện thì đã tới giờ tuất sắc trời đã hoàn toàn vào đêm vào đêm sắc trời đầu đông dường như tối hơn một chút lúc màn đêm buông xuống trong gió đêm mang theo hàn ý lành lạnh trong bầu trời đêm vắng vẻ này lục thiếu du cưỡi trên lưng thiên sĩ tuyết sư cảm có chút khác lạ đêm nay vân dương tông dường như có chút kỳ quái vì sao khắp nơi đều là người đều đang đi tới một chỗ nào đó trong lúc nghi hoặc không bao lâu sau lục thiếu du cũng về tới đình viện mà hắn đặt chân Trở lại đình viện, La Lan Thị đã làm một bàn thức ăn ngon, mọi người đang chờ lục thiếu du. Vân Hồng Lăng hôm nay cũng ở lại đợi không trở về đình viện của mình. Tu vi tới bây giờ lục thiếu du đã sớm không cần ăn uống gì, thì thoảng cũng có động đũa dùng qua các loại điểm tâm một chút. Thế nhưng mỗi một lần mẫu thân làm cơm hắn đều ăn sạch sẽ. Giống như thời điểm ở lục gia khi trước, vĩnh viễn đều không cảm thấy no. Thiên sĩ tuyết sư vốn đang đứng bên ngoài cũng bị la lan thị gọi vào, muốn cho hắn ăn chút gì đó. Thế nhưng La Lan Thị đã quên, nếu như muốn để thiên Xí tuyết sư ăn no mà nói, quả thực không dễ dàng gì. Dưới cái gật đầu của lục thiếu du thiên Xí tuyết sư mới dám ngồi, thế nhưng Tiểu Long lại không chút khách khí. Trong đình viện, người một nhà ăn cơm trò chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, khi lục thiếu du nhắc tới việc giờ mão ngày mai sẽ đấu với vân khiếu thiên trên địa Long Đỉnh, lục trung, La Lan Thị. Vân Hồng Lăng còn có đông mai đều trợn mắt líu lưỡi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Về phần nguyên nhân thì Lục Thiếu Du không nói gì. Thiếu Du, con muốn cùng nhạc phụ con đánh một trận sao? Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du cười hỏi, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lục Thiếu Du gật đầu nói, phụ thân cứ yên tâm, con chỉ luận bàn với nhạc phụ một chút mà thôi. Thiếu Du, tuy rằng là vậy thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút, đừng thua quá thảm. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu nói, cha thiếp đột phá vô tôn rồi, chàng nên cẩn thận một chút. Cái gì, cha nàng đột phá vô tôn rồi sao? Lục Thiếu Du lập tức ngạc nhiên nói, đúng vậy, lẽ nào cha thiếp không nói cho chàng sao mấy tháng trước người đã đột phá vân hồng lăng nói cáo già a cáo già không ngờ lại vượt quá dự liệu như vậy nghe vậy sắc mặt lục thiếu du lập tức có chút khó coi trong lòng thầm mắng liên tục tỉ mỉ ngẫm lại khó trách hắn vẫn có cảm giác khí tức của vân khiếu thiên không giống trước đây hóa ra đã đột phá tôn cấp kỳ thực lục thiếu du vốn đã suy đoán ra một chút đột phá tôn cấp dù sao cũng là chuyện khiến cho người ta vui vẻ tôn cấp và vương cấp hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ánh mắt lục thiếu du âm thầm trầm xuống, nhạc phụ đột phá tôn cấp sợ rằng cũng không giống như tôn cấp nhất trọng bình thường. Không biết so với thực lực hiện tại của hắn sẽ như thế nào. Thiếu du, chàng làm sao vậy? Nhìn thấy lục thiếu du sửng sốt, vân hồng lăng lập tức hỏi. Không có gì, lục thiếu du phục hồi tinh thần lại, thảo nào vị nhạc phụ cáo già kia lại đáp ứng với hắn, hóa ra đã âm thầm đột phá tôn cấp, thế nhưng lại không nói cho hắn. Quả thực quá gian trá, vốn Lục Thiếu Du có cảm giác mình có chín thành nắm chắc, coi như không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh thì hắn cũng có thể đối phó với Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên. Thế nhưng không ngờ vị nhạc phụ cáo già kia lại đột phá tôn cấp mà không nói cho hắn, lại còn yêu cầu hắn không thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh, quả thực chính là âm thầm hãm hại hắn. Thiếu Du, ngày mai mang ta đi lên Địa Long đỉnh." Lục Trung nói, "Được." Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lục Thiếu Du và Vân Khiếu Thiên luận bàn cũng không khiến cho La Lan thị, Lục Trung Vân Hồng lăng lo lắng chút nào. Chỉ có một mình Lục thiếu Du cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vân Khiếu Thiên đột phá tôn cấp, nhất định trong người còn có con bài chưa lật. Thực lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều so với trước, hắn có thể chống lại hay không quả thực khó nói, nhưng mà Lục thiếu Du cũng biết rõ thực lực của mình, hiện tại hắn là Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối có lực chống lại. Có thể đánh một trận với Vân Khiếu Thiên Vân Khiếu Thiên đã đột phá tới tôn cấp khiến cho Lục Thiếu Du mắng thầm, đồng thời trong lòng tràn ngập chiến ý. Mặc kệ ra sao địa tâm linh ngọc hắn nhất định phải thu lấy. Vô luận thế nào cũng không thể bại. Cơm nước xong, bởi vì sáng sớm ngày mai Lục Thiếu Du còn phải luận bàn với Vân Khiếu Thiên cho nên Lục Trung và La Lan thì dục Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng đi nghỉ ngơi sớm. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ ửng, e thẹn cúi đầu tiến vào phòng. Trong phòng, Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mắt, không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn toàn thân nữ tử trước mắt hắn có một loại mê hoặc không nói nên lời. Thiếu du, nhìn ánh mắt nam tử trước mắt, đây chính là người mà mỗi ngày nàng đều nhớ nhung. Dưới ánh mắt này nàng có cảm giác trong lòng mình như con nai chạy loạt, Vân Hồng Lăng đang muốn nói gì đó thì trong nháy mắt đã bị lục thiếu du chặn môi. Cảm giác ướt át từ đôi môi truyền đến, lục thiếu du nhẹ nhàng ôm thân thể Vân Hồng Lăng vào lòng, chậm rãi hôn. Vân Hồng Lăng không nói nên lời, phối hợp với nam tử này, cảm giác như điện giật bắt đầu xuất hiện. Lúc này tất cả nhớ nhung hóa thành sự ma sát giữa hai đôi môi, đem yêu thương và nhung nhớ quyện lại với nhau. Lửa nóng trong lòng chậm rãi xuất hiện, hai tay lục thiếu du chăm chú ôm nữ tử trước mặt, miệng tham lam mút đôi môi ngọt lịm của nàng. Trong lúc dây dưa, y phục trên người bị tước dần đi, cảnh xuân kiều diễm dần hiện ra. Thân hình mềm mại, trắng nõn như ngọc xuất hiện trong mắt lục thiếu du. Thân thể mềm mại linh lung, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn như ngọc, mỗi một tấc thân thể đều tản ra khí thức mê người, Khí thức này mang theo vẻ mê hoặc vô tận. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được ít hầu mình có chút khô nóng. Lập tức đem toàn bộ thân thể mềm mại kia đặt dưới thân, hai người ma sát đều cảm thấy được toàn thân nóng rực, thanh âm nguyên thủy không ngừng phát ra. Ưm, một tiếng rên vang lên, hai người dây dưa vào với nhau, mây mưa thất thường, liều chết triển nguyên, mãi một lúc lâu sau mây mưa mới chấm dứt. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mà lúc này toàn bộ vân dương tông trong thời gian ngắn dưới thông báo của đại hộ pháp lập tức sôi trào. Lục Thiếu Du muốn đánh một trận với tông chủ Vân Khiếu Thiên trên Hỏa Long đỉnh. Chuyện này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông chú ý, thân phận còn có thực lực của hai người này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông sôi trào. Tông chủ và Lục Thiếu Du sư huynh đánh một trận ở trên địa Long đỉnh là thật sao? Chấp sự thông báo, người muốn đi xem thì phải xin chấp sự một tiếng. Vậy thì còn chờ gì nữa? Lập tức đi xin thôi, Tông chủ và Lục Thiếu Du sư huynh đánh một trận, sao có thể bỏ qua được? chương 1916, Đại hung chi tượng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trên ngọn núi các nơi cả đám đệ tử hưng phấn không ngớt, trong đám đệ tử thân truyền, ngay cả đệ tử đang chuẩn bị bế quan cũng hủy bỏ kế hoạch của mình. Lục thiếu du sư huynh và tông chủ đánh một trận, làm sao bọn họ có thể bỏ lỡ được. Đệ tử thân truyền có yêu thú phi hành lập tức cưới yêu thú đi về địa long đỉnh trước đệ tử bình thường và đệ tử cũ không có yêu thú phi hành cũng chỉ có thể xin cưới yêu thú phi hành đi mà thôi. Dòng người quy mô lớn lập tức đi về phía địa Long Đỉnh, nhất thời cả Vân Dương Tông gió nổi mây phun, náo nhiệt vô cùng. Tông chủ và lục thiếu dù đánh một trận, tin tức này khi truyền ra tất cả trưởng lão, hộ pháp Vân Dương Tông cũng sôi trào. Loại chuyện như thế này trên Vân Dương Tông là lần đầu tiên xảy ra. Tông chủ và đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất từ trong tông đi ra đánh một trận, điều này khiến cho tất cả người của Vân Dương Tông chờ mong. Bóng đêm bao phủ, phá quân tinh trên cổ vực vô cùng sáng rõ, sát biên giới phá quân tinh xuất hiện áng mây đỏ, mơ hồ có sát khí tràn ra. Phá quân lệch vị trí, phong vân bắt đầu khởi động. Điềm đại hung A, à, cổ vực rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có liên quan tới việc phi linh môn đối phó với ba sơn môn lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo sao? Trên một ngọn núi, nhìn dị tượng trên trời phía xa xa, một lão giả mặc trường bào nhíu mày lập tức nói. Khiếu thiên, lần này đi cổ vực nhất định phải chú ý, dị tượng này có chút quỷ dị. Sư thúc, ta biết rồi, vân khiếu thiên nhìn phía chân trời xa xa nói, phá quân lệch vị trí, bầu trời xuất hiện áng mây đỏ, là điểm báo máu chảy thành sông A. Vân Dương Tông chúng ta có thể chính thức đặt chân lên cổ vực hay không sẽ phải nhìn vào lúc này. Lão giả mặc trường bào nói xong, lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử lục thiếu du này lần này lại muốn làm gì? Dùng tử lôi huyền đỉnh đổi địa tâm linh ngọc, không giống như tính của hắn thường ngày. Tiểu tử này muốn dùng tử lôi huyền đỉnh đổi địa tâm linh ngọc. Xem ra địa tâm linh ngọc đối với tiểu tử này có tác dụng vô cùng trọng yếu. Vân Khiếu Thiên nói, địa tâm linh ngọc đối với Vân Dương Tông chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Nhưng mà nếu như đổi được tử lôi huyền đỉnh mà nói, quả thực cũng đáng giá. Lão giả mặc trường bào nhíu mày nói, Khiếu Thiên, tiểu tử kia có lẽ còn chưa biết người đột phá tôn cấp đúng không? Hẳn còn chưa biết, khí tức của ta có lẽ tiểu tử này còn chưa nhìn ra được. Chỉ là có chút kỳ quái chính là khí tức của tiểu tử kia ta cũng không nhìn ra. Dường như đã mạnh hơn không ít, Vân Khiếu Thiên nói, cho dù nhanh hơn nữa cũng không có khả năng đột phá tôn cấp. Lần trước hắn ở trên Vân Dương Tông chỉ là vũ vương nhị trọng mà thôi, cho dù bay cũng không nhanh như vậy. Lão giả mặc trường bào nói, nhưng mà không rõ vì sao trên người tiểu tử này lại có nhiều diễn linh thánh quả như vậy ta cũng có chút hiếu kỳ, loại bảo vật như diễn linh thánh quả vô cùng hiếm thấy. Vân Dương Tông ta trên vạn năm nay cũng chỉ nhận được một khỏa diễn linh thánh quả mà thôi, thế nhưng cũng đã sớm dùng rồi. Tiểu tử này một lần xuất ra bốn khỏa diễn linh thánh quả, có nó nếu muốn bồi dưỡng ra bốn tôn cấp cũng không quá khó. Coi như chúng ta dùng cũng có tác dụng vô cùng lớn, đồn rằng có tác dụng đề cao không ít lực lĩnh ngộ. Vân Khiếu Thiên nói, loại bảo vật này nếu như có được tám khỏa thì có thể đổi được địa tâm linh ngọc, chúng ta cũng không thiệt nếu như dùng tử lôi huyền đỉnh trao đổi khiếu thiên chúng ta chiếm không ít tiện nghi đến lúc đó lại đưa cho tiểu tử này hai kiện linh khí địa cấp coi như là bồi thường đi dù sao cũng không nên để hắn chịu thiệt nói như thế nào hắn cũng là đệ tử vân dương tông chúng ta lại là tôn sư điệt của ta vân dương tông ta vốn cũng không muốn đoạt tử lôi huyền đỉnh của hắn chỉ vì tử lôi huyền đỉnh đối với vân dương tông chúng ta vô cùng quan trọng hiện tại hắn lại mở miệng thì cũng không cần để ý nữa lão giả mặc trường bào vung tay lên, đứng chắp tay rồi khẽ thở dài. Nếu như địa tâm linh ngọc quan trọng với tiểu tử này như vậy, vốn không cần tử lôi huyền đỉnh ta cũng sẽ đổi cho hắn cũng không vấn đề gì, ta chỉ muốn biết giới hạn cuối cùng của tiểu tử này là gì. Thật không ngờ chính miệng hắn lại muốn dùng tử lôi huyền đỉnh trao đổi, xem ra trên người tiểu tử này cũng chỉ có bốn khỏa diễn linh thánh quả. Vân khiếu thiên cười nói, khiếu thiên, lại nói người và tiểu tử kia đánh một trận ngay cả ta cũng có chút chờ mong. Mỗi một lần tiểu tử này xuất hiện đều khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên, trên đại hội tam tông tứ môn chỉ bằng tu vi vũ tướng có thể đánh bại vũ xuất. Trong thành cự giang, lấy một địch chín, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Người cũng là cường giả đứng thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước. Chỉ tiếc lúc đó ngươi chưa là tông chủ Vân Dương Tông cho nên không thể tu luyện bí pháp và phù quang lược ảnh hoàn chỉnh của Vân Dương Tông. Nếu như khi trước ngươi tu luyện có lẽ cũng không bại bởi sát phá quân. Lần này hai người các người đánh một trận chính là đại biểu thực lực mạnh nhất của hai thế hệ trong Vân Dương Tông. Lão giả mặc trường bào mỉm cười nói, trong mắt cũng có chút chờ mong. Ta cũng muốn biết thực lực của tiểu tử kia rốt cuộc đã tới bước nào rồi. Cũng giáo huấn nó một trận, đối với tu luyện sau này của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Vân Khiếu Thiên nói, người phải chú ý một chút, tiểu tử này ở trên đại hội Tam Tông Tứ Môn và Thành Cự Giang đều có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lần này ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như thua trước mặt chúng đệ tử ta xem ngươi làm sao đối diện được. đừng quên tiểu tử kia có bất diệt huyền thể, hơn nữa lại thêm biểu hiện lần trước trên vân dương tông, sợ rằng cũng sở hữu lực phòng ngự biến thái của huyền thiên yên tôn. lão giả mặc trường bao mỉm cười nói, nếu như tiểu tử kia thực có thực lực đánh bại ta thì ta cũng đành chấp nhận. vân khiếu thiên mỉm cười nói, trên địa long đỉnh, thời gian chậm rãi trôi qua, dưới bóng đêm lúc này đã có người chậm rãi di chuyển, có rất nhiều người đang lục tục kéo tới địa long đỉnh không có ai nói chuyện tất cả đều lẳng lặng đợi tông chủ và lục thiếu du sư huynh đánh một trận bọn họ không dám lớn tiếng nhưng tiếng nghị luận của đám người lúc này cũng không nhỏ mọi người đi theo ta tới địa long đỉnh ngoài đình viện vũ ngọc tiền đêm khuya thanh âm của vũ ngọc tiền vang lên sư phụ đi địa long đỉnh làm gì các đệ tử đang điều tức vội vã chạy ra gần đây có không ít đệ tử khiêu chiến trên đại long đỉnh thế nhưng cũng không có ai thu được thành tích tốt chương 1917, không khí khẩn trương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tam sư huynh của ngươi muốn cùng tông chủ đánh một trận. Các ngươi nên tới xem một chút, nhìn xem tam sư huynh của các ngươi tu luyện ra sao. Cho đám không ra gì các ngươi mở mắt, tiện thể trợ uy cho tam sư huynh của ngươi. Trong lòng Vũ Ngọc Tiền lúc này cũng cực kỳ hưng phấn. Đệ tử đắc ý nhất của hắn muốn cùng tông chủ đánh một trận, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Tam sư huynh xuất thủ sao, lại còn đánh với tông chủ một trận, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ. Hai mươi mấy đệ tử mới kia vô cùng hưng phấn, mấy nữ đệ tử càng thêm kích động tới mức nhảy dựng lên. Đây chính là đệ tử có danh khí vang dội nhất trên Vân Dương Tông, lại là tam sư huynh của bọn hắn. Có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ tuyệt đối là chuyện bọn hắn chờ mong nhất. Ngao, một lát sau Lam Ngọc Lang ưng mang theo chúng đệ tử đi tới Hỏa Long đỉnh. Thời gian trôi qua cực nhanh, lúc này phía đông đã bắt đầu có ánh sáng. Trong phòng, một nam một nữ đi ra, vẻ mặt phân hồng lăng e thẹn, sau khi trải qua tưới tắm càng thêm động lòng người. Ngoài đình viện, lục trung, la lan thị đã sớm ở bên chờ đợi. Nhìn sắc trời, ánh trăng đã gần biến mất, khóe miệng lục thiếu du nhếch lên. Vị nhạc phụ cáo giả của hắn đột phá tôn cấp, trận chiến này sợ rằng cũng không dễ dàng. Mà điều này cũng khiến cho chiến ý trong lòng lục thiếu du tăng cao. Cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả ba. Mười năm trước, tôn cấp thì đã làm sao, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhìn chân trời, chiến ý trong mắt tràn ra, lục thiếu du liếm môi nói. Tuyết sư, chúng ta đi, giống, hai cánh thiên sĩ tuyết sư dương lên, thân thể to lớn mang theo mọi người, hai cánh cắt vỡ không khí trong nháy mắt biến mất trên không trung. Giờ máu chưa tới, phương đông còn chưa sáng rõ, dưới bầu trời màu xanh là mây mù tràn ngập tích lũy suốt năm. Từng ngọn núi giống như lơ lửng trên bầu trời, lộ ra một đỉnh núi màu xanh, giống như chọc trời trên địa long đỉnh lúc này có vô số đệ tử suốt đêm đi tới nhân số còn đang chậm rãi tăng thêm đoàn người nhốn nháo mọi người không dám lớn tiếng nhưng tiếng thấp giọng bàn luận vẫn phải có thanh âm hội tụ tạo thành tiếng động không nhỏ có vẻ cực kỳ náo nhiệt trên sân rộng lúc này có không ít chấp sự hộ pháp trưởng lão cũng xuất hiện cả đám trưởng lão chấp sự lúc này cũng vô cùng chờ mong đệ tử bình thường luận bàn với nhau đối với chúng trưởng lão mà nói đương nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn nhưng ngày hôm nay chính là ngày tông chủ và Lục Thiếu Du đánh một trận. Đối với chúng trưởng lão mà nói, sự chờ mong này không nhỏ. Phía xa, Lam Ngọc Lang ưng khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Mau nhìn, đó là Tạ trưởng lão và Vũ trưởng lão. Lục Thiếu Du sư huynh chính là đệ tử đắc ý của Vũ trưởng lão a. Lục Thiếu Du hiện tại chính là Linh Vũ Chiến Vương, trên đại lục không ai không biết a. Không biết Lục Thiếu Du sư huynh và tông chủ đánh một trận ai sẽ chiến thắng đây. Lục Thiếu Du sư huynh tuy rằng mạnh thế nhưng sợ rằng tông chủ còn mạnh hơn. Ta nghe nói tông chủ 30 năm trước cũng là cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả đó. Tiếng nghị luận truyền ra, nhân số đồng thời cũng tăng lên. Đệ tử cũ, đệ tử mới, đệ tử thân truyền đều tới. Yêu thú phi hành xoay quanh địa long đỉnh, cả đáp tập hợp lại, vô cùng náo nhiệt. Vũ trưởng lão, lục Hiếu du và tông chủ đánh một trận, lần này ngươi coi trọng ai? Trước đoàn người, đám người tống trưởng lão, dương trưởng lão lập tức hỏi Vũ Ngọc Tiên chuyện này vũ ngọc tiền không biết trả lời như thế nào một người chính là sư đệ của hắn tông chủ vân dương tông thực lực đương nhiên không cần phải nói mà đệ tử của hắn đương nhiên hắn cũng muốn thắng ai thua ai thắng không quan trọng có bản lĩnh thì cho đệ tử các người đánh với sư đệ của ta một trận đi vũ trưởng lão cười hắc hắc lập tức thì đả kích chúng trưởng lão không nói nên lời đệ tử của bọn họ làm sao có thể đánh một trận với tông chủ được căn bản là không có thực lực đó ngay cả đám người có thực lực mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi trên Vân Dương Tông như Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Đồng Phàn cũng không có loại thực lực này. Nhìn thấy chúng trưởng lão không nói ra lời, vũ trưởng lão cười đắc ý. Siêu, sắc trời dần dần sáng. Lúc này có ba đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới mang theo một cơn gió mạnh mẽ thổi xuống khiến cho y phục trên người mọi người bay phất phới. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trên cao rơi vào giữa sân rộng. Ba đạo thân ảnh này hạ xuống, người thứ nhất trên người mặc y phục trắng như tuyết, ngay cả một chút bụi bặm trên mặt đất cũng không bị chấn động. Đạo thân ảnh thứ hai hạ xuống, một cỗ kình phong mang theo tiếng gió thổi sắc bén ba động. Đạo thân ảnh thứ ba giống như một chiếc lá rụng trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Dưới chân có một vòng xoáy vô hình, dòng xoáy khuếch tán, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Động tác tiêu sái bất phàm, là chiến đao khuất đao tuyệt sư huynh, còn có phách đao long tam sư huynh, là phi ưng lăng phong sư huynh ba người vừa mới xuất hiện tức thì tạo thành không ít ba động ba người này chính là ba người có danh khí mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi hiện tại mà thực lực trong đám người trẻ tuổi cũng mạnh nhất ba người đến khiến cho mọi người chung quanh ba động đặc biệt phi ưng lăng phong khiến cho không ít nữ đệ tử điên cuồng la hét ra mắt sư phụ trưởng lão ba người đáp xuống đất lập tức hành lễ với sư phụ của mình và các vị trưởng lão ba người lúc này cũng đều là hộ pháp vân dương tông gần đây dường như còn có tin đồn ba người này sắp tới sẽ được thăng lên làm trưởng lão đến lúc đó không thể nghi ngờ chính là trưởng lão trẻ nhất trong vân dương tông sau khi ba người hành lễ lập tức hàn huyên cùng mấy vị trưởng lão lục thiếu du và tông chủ đánh một trận ba người bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy trên người ba người thậm chí còn xuất hiện một cỗ chiến ý mau nhìn đó là quỷ thủ đỗ tử thuần sư huynh hàn phong sư huynh còn có đồng phản sư huynh cũng tới đám nhân vật phong vân của Vân Dương Tông xuất hiện đều khiến cho đám người phía dưới xôn xao. Mà trong này cũng còn mấy người quen của Lục Hiếu Du. Chính là Dương Diệu và Dương Mạn, Dương Diệu lúc này cũng là hộ pháp của Vân Dương Tông, trang phục trên người bao phủ đường cong yểu điệu, mái tóc dài giống như thác nước xóa xuống vai. Dáng vẻ phong tình lại có chút yêu mị, từ trước tới nay nàng cũng là đối tượng được các đệ tử Vân Dương Tông điên cuồng truy cầu, thế nhưng cũng không có ai có thể thành công. Dương Mạn vẫn là đệ tử, thiên phú của nàng không bằng dương diệu, nhưng mà thân hình nóng bỏng kia khiến cho người khác nhìn vào khó mà nhịn được. Y phục bao phủ thân thể mềm mại nhìn qua thành thục, phong vận mười phần. Bộ ngực sung mãn dường như khiêu khích người khác vậy, chương 1918, đánh một trận một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Sắc trời vừa mới tảng sáng trong nháy mắt lại đen kịt giống như đêm tối trước bình minh vậy. Mọi người lần nữa chờ mong, bởi vì giờ mão sắp tới rồi. Chỉ trong chốc lát sắc trời lập tức có biến hóa, phía đông có ánh sáng hiện lên. Giống, lúc này xa trong không trung vang lên một tiếng thú giống, tức thì mấy vạn ánh mắt lập tức nhìn về phía xa. Trong không trung phía xa lúc này có một đầu yêu thú phi hành màu trắng khổng lồ đang gấp rút bay tới. Là thiên sĩ tuyết sư lục thiếu du sư huynh đã tới. Hít, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, lục thiếu du hít sâu một hơi. Trường bào run lên, chắp tay mà đứng, nhìn hỏa long đỉnh trước mắt, chiến ý bắt đầu. Tràn ra hai cánh thiên sĩ tuyết sư run lên, tạo thành một cơn gió xoáy lớn xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp xoay quanh tầng trời thấp. Nam tử áo xanh nhanh chóng mang theo mấy người nhảy xuống, thế nhưng ngay cả một chút bụi bặm cũng không bốc lên, thân ảnh người này đáp xuống đất vừa vặn đừng bên cạnh chúng trưởng lão. La Lan phu nhân cũng tới sao, nhìn thấy La Lan thị, tức thì có không ít trưởng lão tiến lên bắt chuyện. Thực lực La Lan thị không mạnh, thế nhưng có ba người trong thập đại cường giả là con của nàng, chỉ bằng thân phận này cũng đủ để cho tất cả trưởng lão trên vân dương tông nể mặt nàng vài phần ra mắt sư phụ chư vị trưởng lão lục thiếu du đi tới trước mặt vũ trưởng lão rồi hành lễ thiếu du thua cũng không sao thắng thì càng tốt vũ ngọc tiền vỗ vai lục thiếu du nói đệ tử đã biết lục thiếu du cung kính gật đầu nhìn thầy cho hai người không ít trưởng lão chung quanh không khỏi thở dài thật không biết khi trước vũ trưởng lão thu đệ tử thế nào hết lần này tới lần khác lại thua một yêu nghiệt như vậy Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi." Ba đạo thân ảnh bất phàm đi tới bên người Lục Thiếu Du, chính là ba người Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt. "Được." Lục Thiếu Du gật đầu, bốn người chạm tay, để cho chiến ý Lục Thiếu Du càng tăng lên. Dường như hắn thành thục hơn một chút. Trong đoàn người, Dương Diệu nhìn thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt hiện lên sự phức tạp. "Siêu." Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện ở giữa sân rồi lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Đối chiến với Nhạc Phổ Vân Khiếu Thiên, Lục Thiếu Du không dám sợ ý một chút nào. Bởi vì việc này liên quan tới địa tâm Linh Ngọc, thân ảnh Lục Thiếu Du đi tới giữa sân, bầu không khí trên địa Long Đỉnh bắt đầu có chút căng thẳng. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả và cường giả thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước đánh một trận. Đối với kết quả này trong lòng mọi người vô cùng chờ mong không gì sánh được. Bầu trời bắt đầu sáng rõ, ánh sáng chiếu rọi, tầm nhìn bắt đầu sáng lên, trên vân dương tông, biển mây cuồn cuộn giống như tiên cảnh. Tới rồi, cũng không có bao lâu lục thiếu du nhíu mày trên không trung phía xa lúc này đã có ba động tới rồi giống một tiếng gầm gừ lớn vang lên một đầu yêu thú phi hành khổng lồ tức thì xuất hiện quanh thân được bao phủ bởi bộ lông màu vàng bộ lông này giống như hoàng kim vô cùng trói mắt đôi mắt sắc bén giống như đao mang kim xí yêu ưng là tông chủ tới là tông chủ tới ra mắt tông chủ trên địa long đỉnh mấy vạn đệ tử tức thì hành lễ thanh âm quanh quẩn trên địa long đỉnh miễn lễ đi thanh âm vừa dứt trên kim xí yêu ưng thân ảnh vân khiếu thiên trực tiếp đáp xuống sân rộng trường bào màu xanh trên người run lên chắp tay mà đứng quanh thân có một cỗ khí phách tràn ra lúc này bầu không khí trên sân rộng càng thêm khẩn trương nhìn hai người giữa sân mấy vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào không dám có chút lơ là lục thiếu du nhíu mày một cỗ khí thức giống như cụ thú ngủ say thức tỉnh tràn ra tinh quang trong mắt hiện lên rốt cuộc cũng sắp bắt đầu tiểu tử hiện tại ngươi hối hận còn kịp nhìn Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, ra tay đi, Lục Thiếu Du lắc đầu, hắn không còn cách nào khác. Địa tâm linh ngọc này hắn nhất định phải thu được, ánh mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Có dũng khí, nhưng mà ta nói cho người biết, một khi động thủ ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Vân Khiếu Thiên nói xong, trường bào màu xanh quanh người không gió tự động bay, áo choàng rung động. Gợn sóng trong không gian dùng mắt thường khó có thể thấy được đang ba động. Một khi lên đài không còn là thân nhân nữa, tiểu tế cũng không khách khí. Khóe miệng lục thiếu du mỉm cười, lúc này cũng có một cỗ khí thức ba động, vô hình chung quanh quẩn chung quanh người hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt có chút phức tạp, người ra tay trước đi, để ta nhìn xem thực lực hiện tại của ngươi rốt cuộc đã tới bước nào rồi. Khí thức ngập trời của vân khiếu thiên lan tràn, cỗ khí thức này khiến cho lục thiếu du vô hình chung đã bị ảnh hưởng. Nghe vậy, tinh quang trong mắt lục thiếu du thu lại, thanh linh khải giáp hình thái thứ nhất lập tức bao trùm trên người, khí tức ầm ầm bạo phát. Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi. Một cỗ khí tức chậm rãi lan tràn, hai người đứng ở phía xa đối diện, lúc này trong không gian đột nhiên có hai cỗ khí tức ba động. Hai cỗ khí tức vô hình này tràn ra chung quanh khiến cho hô hấp của mọi người chung quanh có chút khó khăn. Gợn sóng ở giữa hai người lúc này bắt đầu ba động. Thật mạnh mẽ, khí tức của hai người khiến cho chúng trưởng lão, hộ pháp than thở trong khí tức ba động lục thiếu du vô hình chung cảm giác được có một cỗ khí tức đang bao vây hắn, khiến cho hắn có cảm giác giống như có cự thạch đè lên người. Thực lực của nhạc phụ vân khiếu thiên quả nhiên không tầm thường, so với thiên dương vương dương tề thuyên còn mạnh hơn nhiều. Trong bầu không khí khẩn trương này, ánh mắt lục trung cũng cực kỳ hồi hộp, hai tay nắm chặt, ánh mắt vừa khẩn trương vừa chờ mong. Nhạc phụ, tiểu tế đắc tội, khí tức áp xuống càng ngày càng nặng, nói xong, thân ảnh lục thiếu du trong nháy mắt nhảy ra, Bàn chân đạp mặt đất, quang mang chấp động. Ngay khi bàn chân Lục Thiếu Du đạp mặt đất, trong sát na khi quang mang dưới chân tiếp xúc với mặt đất, trên mặt đất đột nhiên có một cỗ lực lượng va chạm với nhau. Một thanh âm trầm muộn không hề có dấu hiệu báo trước nào nổi lên. Cạch cạch, mặt đất rung chuyển, đá phiến cứng rắn trên mặt đất lập tức bị nghiền nát giống như đậu hũ. Đất đá bắn tứ tung, giờ phút này bầu không khí khẩn trương, căng cứng kia rốt cuộc cũng nổ tung. Tiếp theo thân ảnh lục thiếu du giống như mũi tên rời cung giống như lợi tiễn bắn đi. Chân khí bạo phát, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao. Chỉ trong nháy mắt năng lượng thuộc tính thổ hội tụ trên cao. Bỗng nhiên hai chân liên tiếp đá ra vô số cước ấn, từng đạo cước ấn thoáng chốc bắn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, cước ấn ngập trời giống như một đóa hoa nở rộ, mỗi một đạo quang mang đều mang theo lực lượng ré rách không gian mang theo tư thế sấm sét hội tụ thành một cơn lốc. Năng lượng kinh khủng dưới vạn ánh mắt lập tức hung hăng bao phủ vân khiếu thiên chương 1919, đánh một trận hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Âm ầm công kích của vũ kỹ địa cấp tràn ngập không gian, không gian đột nhiên bành trướng với tốc độ bằng mắt thường không thể thấy được. Ngay sau đó không gian trực tiếp nổ tung, kinh phong đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa bạo phát. Vừa ra tay đã đánh ra vũ kỹ kinh khủng như vậy khiến cho mọi người có mặt trợn mắt líu lưỡi. Thực lực của lục thiếu du không ngờ đã kinh khủng tới trình độ như vậy. Xa trong không trung mấy đạo khí thức mịt mờ trong nháy mắt cũng giật mình tiểu tử này không ngờ đã tới vũ vương cửu trọng đồng thời sắc mặt vân khiếu thiên lập tức khó coi hắn thật không ngờ thực lực của lục thiếu du đã tới vũ vương cửu trọng thảo nào tiểu tử này dám đánh với hắn một trận phá không có thời gian kinh ngạc vân khiếu thiên trừng mắt thủ ấn lặng lẽ kết xuất quang mang đại thịnh trong tay có một đạo trưởng ấn đem theo tàn ảnh nhanh như thiểm điện va chạm với vô số cước ấn chung quanh phanh phanh hai đạo công kích va chạm Hình phong bắn ra, cả không trung phương viên mấy nghìn thước hỗn loạn, gợn sóng trong không gian bạo liệt. Toàn bộ không gian ba động mạnh mẽ, cạch cạch, trong không gian hỗn loạn, thân ảnh Vân Khiếu Thiên phóng lên cao, không gian chung quanh trong nháy mắt nứt nẻ. Một chiêu giao thủ, thân ảnh hai người tức thì từ trên không trung bay ngược xuống, chân khí cường hãn tràn ngập chung quanh khiến cho không trung rung động rồi chậm rãi khuếch tán. Gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán về bốn phía chiêu thứ nhất của hai người đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy đối với những đệ tử có thực lực thấp mà nói ra khiến cho bọn họ triệt để chấn động. Hóa ra cường giả giao thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc trên đều kinh khủng tới mức như vậy. Khục, dưới một chiêu, thân thể lục thiếu dù bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào. Thân thể tức thì bị đẩy lùi, chỉ là có bất diệt huyền thể, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Tiểu tử, chỉ mong ngươi không hối hận, trong nháy mắt một đạo khí tức cường hãi trong bầu trời đột nhiên tràn ra, thanh âm trầm thấp của vân khiếu thiên tức thì vang lên trên không trung tiếp đó một cỗ lực lượng không gian tức thì bao phủ lục thiếu du vào bên trong lục thiếu du tức thì cảm giác được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ràng buộc hắn không ra lực này chính là tượng trưng của cường giả vũ tôn chúc mừng nhạc phụ đột phá nhưng mà chỉ bằng như vậy còn chưa đủ khiến tiểu tế hối hận thanh âm của lục thiếu du vừa dứt quanh thân có một cỗ quang mang không gian tuôn ra không gian thuộc tính thổ tràn ngập áp lực tức thì giảm đi tuy rằng hắn vẫn vô cùng tốn sức thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống lại không gian lực ràng buộc quanh người ồ không gian thuộc tính mạnh mẽ như vậy khiến cho không gian lực bị đẩy ra ngoài vân khiếu thiên không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng chỉ trong nháy mắt thân ảnh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của lục thiếu du thân ảnh đem theo không gian vặn vẹo trong nháy mắt xuất hiện trước người lục thiếu du cùng với một cỗ khí tức cường hãn không gian run lên lục thiếu du cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng đã có phòng bị từ sớm thân thể bỗng nhiên khẽ động chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, phù quang lược ảnh được thi triển, thân thể chợt léo lên rồi lập tức thối lui. Phù quang lược ảnh chính là vũ khí thân pháp của Vân Dương Tông ta, sao người có thể nhanh bằng ta được. Ngay khi lục thiếu du thôi lui, thân ảnh Vân Khiếu Thiên xẹt qua không gian, gợn sóng trong không gian nhoáng lên. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên trực tiếp xuất hiện trên bầu trời trước người lục thiếu du. Thật không, tiểu tế cũng không thực sự muốn lùi, khóe miệng lục thiếu du nhếch lên nở nụ cười quỷ dị, hai tay kết thủ ấn trọng thủy kết giới, tử vong bạo, trong nháy mắt trong tay phải lục thiếu du đánh ra một đạo trường ấn. Một tiếng rít gào trầm thấp từ bên trong vang lên, cả không trung rít gào, một cỗ không khí cuồng bạo giống như một cơn lốc xuất hiện. Trong nháy mắt giống như là che phủ không gian, cơn lốc đột nhiên bao phủ, phô thiên cái địa tràn ra, tức thì bao phủ vân khiếu thiên vào bên trong. Đồng thời, trong tay trái lục thiếu du đồng thời cũng thôi động ra một đạo thủ ấn, năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm hóa thành sóng nước, trồng chất lên nhau, hóa thành một vòng xoáy xoay tròn, khiến cho không gian mơ hồ văn tung tóe. Tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới, hai loại công kích thuộc tính khác nhau, Lục Thiếu dù đã sớm thí nghiệm qua. Sau khi dung hợp hai loại công kích thuộc tính khác nhau thì uy năng tăng lên nhiều. Vũ kỹ địa cấp sơ giai, sau khi dung hợp uy năng tăng lên tuyệt đối có thể tiếp cận tới vũ kỹ địa cấp trung giai. Một cơn lốc và một vòng xoáy hội tụ, hai cỗ lực lượng kinh khủng dung nhập vào làm một, không gian lúc này liên tục run rẩy dùng một tốc độ gần như hủy diệt đánh tới, hội tụ tạo thành một vòng xoáy kinh khủng, vô cùng to lớn vây khốn Vân Khiếu Thiên vào bên trong. Biến hóa như vậy khiến cho ánh mắt Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng, thực lực của Lục Thiếu Du đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ngay từ đầu hắn đã không ngờ tới tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du đã là Vũ Vương Cửu Trọng, thời gian còn chưa tới một năm, thực lực Lục Thiếu Du không ngờ lại từ Vũ Vương Nhị Trọng đột phá lên Vũ Vương Cửu Trọng, hắn làm sao có thể ngờ tới. Lưu Phong yêu lân giáp, trong nháy mắt, vẻ mặt vân khiếu thiên ngưng trọng dưới uy lực kinh khủng như vậy sợ rằng vũ tôn nhất trọng bình thường cũng khó có thể đánh ra được thế nhưng lục thiếu du là vũ giả ngũ hệ công kích không ngờ lại kinh khủng tới mức vượt qua cái hào rộng là tôn cấp siêu trong nháy mắt trên người vân khiếu thiên có lưu quang màu trắng chói mắt lóe lên một kiện khải giáp màu trắng bao phủ trên khải giáp tràn ngập lưu quang nhàn nhạt, nhạt ngoài khải giáp gợn sóng trong không gian không ngừng khuếch tán một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu tràn ra quang mang chói mắt bạo phát mà trong chớp mắt này hai đạo công kích của Lục Thiếu Du đã đánh tới. Cỗ năng lượng giống như thực chất từ trong tràn ra, cả không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ này trở nên vặn vẹo. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh hai người hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Kinh khí cuồng bạo bao phủ, không gian vặn vẹo, người ở đây căn bản khó có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Phanh phanh phanh, không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như sấm sét bạo phát khí tức cường hãn này xé rách không gian mang theo lực lượng va chạm bắn ra tia lửa. Kinh khí kinh khủng lan tràn tạo ra từng cái khe không gian đen kịt. Cái khe không gian kia khiến cho mọi người nhìn vào lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn. Quá kinh khủng, thực lực như vậy làm cho mọi người chấn động không thể nói lên lời. Khục khục, không gian bị xé rách, kinh khí tiêu tán, thân ảnh vân khiếu thiên xuất hiện, quanh thân hắn lúc này được một kiện khải giáp màu trắng bao phủ. Trên kiện khải giáp màu trắng này tràn ngập năng lượng thuộc tính phong quanh quần lân phiến màu trắng trên khải giáp giống như là lông chim vậy